tâm mi. Con xin vân giữ điều học là quy chánh xa sư mua hát, thổi kèn đờn xem mua hát, nghe đờn kèn trang điểm tho vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Ui cha sa dân na ma ha sa dân na vi ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là quy chánh xa chỗ nằm ngồi nơi cao và xinh đẹp. Na ti va ta ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacariya ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thẳng dâm. Mūsā vādā vairamane sikha padang samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura mē rayamacchap mamādhāthānā vairamane sikha padang samādhiyāmi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Vikalapochana vairamane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Nacchakitavaditavisukadasanamala gandhavile vanathasanamandana vipusadathana vairamane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn, xem mua hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm, dồi phấn và đeo trạng hoa. Ut cha sayana maha sayana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang ác thăng cho sâm măng na gác tăng bụt hạp bình nhà ác tăng u bồ sát thăng ý mạnh cho ra tình ý mạnh cho đi qua sân sâm ma đề qua a thi ra khi tâm sâm ma đi gia ma. Chúng con xin thọ trì bạc hoàng trai giới tròn của tam điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thay rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atasikha badani uposata se lavase imancha ratin imancha divasang satukang katuam apamadena necha kalang samarakitapang. Chư thiện tinh, sau khi ta thọ trì tam vi và bát quan trai giới nơi tam bảo có vân giữ hành theo được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê và chúng con xin vâng. Sĩ lê na su ga tinh dành ti ca, chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni pô tinh danh ti, các chúng sanh được giải thoát đạo quả niết bàn cũng nhờ giữ giới. Ta sma sĩ lăng vi sô ta dê, bởi các cây nên chư quý vị đã thọ trì giới lược cho được trong sạch, đừng để lâm nhờ. Sa thu lành thai uất tam ăn ghê na quanh đê hăng ba tha phẳng xâm qua ruột tam ăn buột thể vô ca li tô đô sơ buột thô tham mặt tu tăng mà măng uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm anh cha đu vi thăng và răng thầm mê vô ca li tô đô sơ thầm mô tham mặt tu tăng mà măng uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đu vi thô tam ăn sẵn khê vô khá lý tô đổ sâu sẵn khô
Amatu tăng ma măng. Thế Atala tha Soketa Raha Potasa Sane Arora Soketa Ho Hi Saha Sape Hi Nha Ti Phi Pavato Sa Pamangkalan Rakanto Samba Devata Sa Papotam Nupa Vena Sada Sati Pavantu Ti Pavato Sa Pamangkalan Rakanto Samba Devata Sa Patthamam Nupa Vena Sada Sati Pavantu Ti Pavato Sa Pamangkalan Rakanto Samba Devata Sa Pasangkam Nupa Vena Sada Sati Pavantu Ti Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích na, được sự an vui na, được sự tân hoa trong đường Phật đạo hoa, cầu xin cho các thiện tinh na, khỏi bệnh hoạn, được an vui na, cho mình và những người trong gia viên, cả thải tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an là thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu lành thai dặn kinh chích cư sa la cầm măng cách tập băng ký đi dặn mà ca dê na quả cha ma na sa ti đa sê sư gà tăng ca tăng dê sa ta san nhị nơ a thị dê cho sa ta a san nhị nơ ca tăng buồn nhà pa lăng mây hằng sa bê pa gê pa quan tu tê dê tăng ca tăng sư quê đi tăng Điện năng bình nhà phà lăng mà giả dê ca ta ta đà trả năng tì đệ qua. Cảnh ta ni dê đà dùm sắp bê lô cầm hi dê sát ta. Chị quan ta hà ra hệ tu ca mà muốn năng vô trả năng sắp bê. Nó phản tu ma ma chê ta sa tì. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng. Truyền sao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức cùng chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật vô tấm mát được bền vững lâu dài, chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều họp chương trình học ngày hôm nay. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đội tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Trước tiên kính lễ để Đức Phật ca. Kính chào chư thiên nam tín nữ, thiên hữu trí thức. Hôm nay ngày đầu tuần chúng ta sinh hoạt trong vòng nửa tiếng và thời gian còn lại là cô huynh pháp hữu. Trước khi bước vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tăng Araha Di Cô Nực Sang Yo Tăng Buddhang Si Ra Sa Nama Mi Tăng Cha Buddhang Ime Hi Sa Ka Re Hi A Phi Pu
chết gia mi hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng kính biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dài bậc thế nhân giải chỉ bày chân tâm vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu bậc trượng phu điều ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giác thế tôn trong đời tăng xoa khan ta di quân lạc sáng vô tăng thầm mang thế lạc xa nam ma mi tăng chật thầm mang y mê hi sắc ca rê hi a pi pu chết gia mi phát vi diệu cha lành khế ước dạy lìa chân ngôn giác ngộ trực tiền vượt thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ phát nhân liễu tường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát khỏi vọng trần chỉ nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân diệu màu tăng sân kha ta đi con là sân vô tăng sân khăn sẽ là sa nam ma mi tăng cha sân tăng ni về hi sắc ca rê hi a pi pu chế gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh giữ tòa thể tôn thành đạo quả môn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian rất là thế giá sau văn đà mi do nhờ với đức của chư Phật do nhờ với đức của giáo pháp do nhờ với đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tâm bảo thùy từ giao hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Còn Tăng Dương ân đức tam bảo đã xong. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày trong suốt tháng mà lễ Nhân Y Tâm Mưa. Lễ Nhân Y Tâm Mưa là một tiền đề của lễ Nhân Y Cát Thi Ná sau 3 tháng chư tăng an cư giác hạ. Và chủ đề hôm nay nói về lễ Nhân Y Tâm Mưa trong các chùa Nam Tông ở Việt Nam. Thì có một điều đặc biệt ở đây có nghĩa là hơi nổi bật hơn các chùa khác. Một ngôi chùa đại diện cho một tính, nhưng mà năm nào cũng tổ chức hoành tráng. Có nghĩa là thỉnh chư tăng ở miền Nam đi máy bay hoặc là đi xa hơi ra dự lễ ở tại chùa Phước Quang. Quý vị biết chùa Phước Quang là một ngôi chùa đại diện cho tỉnh Bình Định, và để Đức Pháp Trang hiện giờ đương quản lý với tư cách như là một vị trụ trì. Thì ở đây cái điều mà chúng tôi muốn thỉnh đại đức Pháp Trang, tại sao làm cái lễ Nhân Y Cát Thi Ná hoặc một cách long trọng như vậy, và cái duyên sự ngày hôm nay cùng thỉnh đại đức Pháp Trang cho đại tràng biết nhỏ mà gì đấy. Cái chữ sao chữ bự quá cho nên đọc không hiểu. Hôm nay để Đức Pháp Trang sẽ trình bày về cái ý nghĩa lễ Nhân Y Tâm Mưa. Cung thỉnh để Đức Pháp Trang. Alo, để Đức Pháp Trang có chút máy không? Xin cung thỉnh để Đức Pháp Trang nha. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Dạ bạch ngài, giờ ngày con được theo lời chỉ dạy của ngài, con xin lên để có vài lời để sinh hoạt cũng như là chia sẻ đến cùng với đạo tràng. Thì trước tiên thì chúng con xin nói về cái lễ Nhân Y Tâm Mưa, thì con xin nói một
Dạ không, tại ngài mời lên thình lình mình gây cung thiết. Dạ thì bây giờ con xin nói một ngoài lề chút xíu. Thường thường mà người ta thường nói cái câu là nhỏ nhưng mà có vỏ bạch ngài, nhưng mà con thì nhỏ nhưng mà con không có vỏ chút nào. Lâu lâu con làm nổi vậy bạch ngài. Thì sẵn đây thì con cũng xin thưa với ngài cũng như là với trong đạo tràng á, thì tại chùa Phước Quang ở Bình Định thì có một cái ngôi chùa duy nhất ở tại chùa Phước Quang Bình Định. Cái điều thì thỉnh chư tăng rất là đông đảo, thì cái điều đó thì một điều là nói chung thì khi mà thỉnh chư tăng đông đảo thì càng đông thì nó càng tốn kém, càng cái chi phí thì nó rất là nhiều. Nhưng mà thật sự thì con thì có vấn đề đó, thì con muốn một điều là khi mà ở đây thì có những cái ngôi chùa từ trước đến bây giờ thì cũng ít có cái sự chư tăng cũng ít có cái sự quan tâm đến, là và cũng như là Phật tử ở các nơi thì cũng ít có biết về cái ngôi chùa Phước Quang này. Thành thử ra khi mà con mỗi một năm như vậy thì con cũng rất là mong muốn thì có được chư tăng rất là đông để cho Phật tử họ nhìn thấy được cái hình ảnh của chư tăng và họ có cái sự hoan hỷ trong cái khi mà chư tăng ra ngoài Bình Định này. Thật sự từ khi mà con về đây á, mà mỗi một năm như vậy mà con thỉnh chư tăng như vậy thì nói chung thì đa số thì Phật tử họ rất là hoan hỷ, họ rất là hoan hỷ. Bởi họ rất là hoan hỷ khi mà có được chư tăng, nhất là các vị trưởng lão đã ra ngoài này để dự cái cuộc lễ, thì Phật tử họ rất là hoan hỷ. Và chính những cái hoan hỷ đó thì con cũng nhằm mục đích là để mà cho Phật tử họ tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái niềm tin nơi nơi Tam Bảo. Bởi vì ở đây mà có được một cái ngôi chùa như vậy, mà nếu như mà con mà làm mà nó yếu quá, cũng như là mình không dám để mà hy sinh, thì như vậy thì ở đây thì chắc có lẽ là cũng khó mà phát triển về Phật giáo Nguyên Thủy. Thì kính bạch ngài, kính thưa toàn thể đạo tràng á, thì trước kia thì đối với cái ngôi chùa này á, thì cũng có một vài vị ở rồi đi rồi á, thì cũng là Phật tử họ cũng không có niềm tin mạnh và họ cũng không có biết gì về Phật pháp cả, họ cũng không biết gì về Phật pháp cả. Xưa kia thì có chư tăng, cũng có những vị ở thì tập trung vì những cái đứa nhỏ thì rất là nhiều, nhưng mà đến khi mà con về thì cũng có những cái đứa nhỏ mà xưa kia đã từng ở chùa Phước Quang, nhưng mà đến khi mà cái vị sư đó đi rồi thì những cái đứa nó vô chùa thì thứ nhất là cũng không biết gì về Phật pháp cả, mà ngay cả có những đứa là ngày xưa nói là Phật tử ở chùa Phước Quang nhưng mà vào chùa thì vẫn kêu con là anh. Con mới nói ôi sao nói Phật tử chùa Phước Quang mà lại kêu ông sư bằng anh. Mình Phật tử thì mình có cái cách xưng hô của người Phật tử chứ tại sao kêu ông sư bằng anh. Con mới nói như vậy. Thì thật sự thì khi mà những người Phật tử mà họ đến chùa là cái quan trọng của chúng con á, là cái quan trọng của chúng con là con muốn để cho Phật tử họ học pháp, họ hiểu về Phật pháp, hiểu về lời dạy của Đức Phật là cái chủ yếu của con, để nhằm mục đích là để cho Phật tử họ hiểu về Phật pháp trước cái đã. Bởi vì con có một cái suy nghĩ rằng đối với những người Phật tử khi mà họ đến chùa, họ hiểu về Phật pháp, họ hiểu về cái lời dạy của Đức Phật và họ có niềm nơi Tam Bảo, thì chính những người Phật tử đó, chính những người cư sĩ đó sẽ là những người cư sĩ hộ trì Tam Bảo rất là lâu dài. Còn nếu như mà những người cư sĩ, những người mà họ đi đến chùa, họ chỉ đến chùa, họ
tụng kinh, họ thắp nhang, họ cầu nguyện, rồi họ đi về, họ không biết gì về Phật Pháp hết, thì chính những người cư sĩ đó, họ sẽ không bao giờ họ giữ vững được cái niềm tin, và họ sẽ không bao giờ họ sẽ có được một cái sự chân quý của Tam Bảo, và họ sẽ không bao giờ họ giữ được cái niềm tin lâu dài. Thành thử ra cái điều quan trọng của con là khi mà mỗi một cái cuộc lễ như vậy, con thỉnh chư tăng, con luôn luôn rất là chân quý khi mà thỉnh được chư tăng ra ngoài bình định này. Cái điều của con có những lúc mà chư tăng ra đông như vậy, con có những lúc con rất là hoan hỷ, rồi rất là xúc động khi mà được cái sự quan lâm của chư tăng ra ngoài bình định, là một cái ngôi chùa ở vùng quê tại tỉnh Bình Định này. Đối với trong miền Nam thì chư tăng đi tới đi lui từ chùa này sang chùa khác, thì con thấy cái điều đó thì nó quá bình thường. Nhưng mà khi mà ở đây có được một cái ngôi chùa mà con thỉnh được chư tăng như vậy, thì các ngài đã nhận lời thỉnh mời của chúng con mà ra quan lâm ra tới ngoài Bình Định, là cái điều con rất là hoan hỷ và rất là xúc động và rất là vui khi mà mỗi lần mà khi mà chư tăng ra như vậy thì con tổ chức Phật tử để đi đón rước chư tăng. Là cái điều đó thì con để làm một cái điểm tựa cho con, và cũng như là một cái tinh thần để cho những người cư sĩ tại tỉnh Bình Định này họ tăng trưởng thêm cái niềm tin. Thì cái ý nghĩa của con là như vậy. Ý nghĩa của con là mỗi năm mà con tổ chức cái cuộc lễ là con có cái tác ý là như vậy. Nói chung thì bạch ngài như thưa với đạo tràng, thì cái cuộc lễ mà thỉnh chư tăng ở ngoài miền Trung này, ngoài Bình Định này, để mà thỉnh chư tăng thì rất là tốn kém, cái chi phí rất là tốn kém so với ở trong Nam. Ở trong Nam thì khi mà các chùa thỉnh chư tăng thì các ngài chỉ đi từ tổ chức một cái chuyến xe, một cái chiếc xe đi từ chùa này sang chùa khác thì rất là dễ dàng. Nhưng mà ra ngoài miền Trung này thì phải chuẩn bị vé máy bay, rồi chuẩn bị từ các phương tiện để mà cho chư tăng ra được cái miền Trung này thì nó rất là khó khăn. Bởi vì đặt vé máy bay trước là cũng phải là bắt đầu là từ tháng 7 là bắt đầu là chúng con đã chuẩn bị để lo đặt vé máy bay cho chư tăng hết. Bởi vì cái vé máy bay mà mình đặt trễ là thứ nhất là cái vé nó rất là cao. Mà cái thứ hai nữa mà mình đặt trễ thì mình sẽ không có chuẩn bị được chu đáo và không chuẩn bị được tốt. Do đó thì cái việc mà để mà thỉnh chư tăng là năm nào cũng vậy. Nhiều khi có nhầm người nói sao mà con mới nhập hạ rồi mà mới vô nhập hạ mà lại đi lo để mà làm thiệp để mà đi thỉnh chư tăng rồi. Có chùa nó chưa thỉnh mà tại sao mình đây mình chưa gì hết mình đi lo thỉnh chư tăng. Có nhiều người hỏi con như vậy. Thì chúng con cũng giải thích là bởi vì mình ở đây rất là xa, rất là xa, nhưng mà mình làm trễ quá thì nó sẽ không kịp cái phần chuẩn bị từ cái phương tiện để lo cho chư tăng này kia, thì mình phải sắp xếp trước để mình thỉnh chư tăng. Rồi những vị các ngài, khi mà các ngài nhận lời thì mình lấy giấy chứng minh, lấy cái số chứng minh để mình lấy tên của các ngài để mình đặt vé máy bay, mình chuẩn bị lần lần như vậy thì mới kịp. Thì khi mà cái cuộc lễ dân y của chúng con ngoài này thì chúng con tổ chức rất là cực. Bắt đầu là nhập hạ, bắt đầu là từ vô tháng 6 là con đã bắt đầu. Tháng 6 rồi bắt đầu là tháng 7 là con đã lo đi để chuẩn bị thiệp để đi thỉnh chư tăng lần lần. Thì năm nay bắt đầu là con nhập hạ xong là cuối tháng 6. Tại vì con thì qua sang năm là lễ dân y. Lễ dân y thì con kết hợp vừa cái lễ dân y và vừa cái lễ bổ nhiệm trụ trì, thành ra thì chắc có lẽ thì năm nay thì con cũng tỉnh, con cũng chuẩn bị cái khu đó nó hơi sớm hơn, thì có thể là cuối tháng 6 thì con sẽ chuẩn bị để thiệp để đi, bắt đầu đầu tháng 7 thì con sẽ vào trong Nam để đi tỉnh chư tăng để lễ dân y và lễ bổ nhiệm trụ trì luôn. Thì con cũng đang trong cái quá trình này thì con cũng đang chuẩn bị để lo tiến hành để làm cái tăng xá cho nó kịp vào cái mùa lễ dân y, cho nó khoảng tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 thì nó sẽ cái tăng xá hoàn thành hết.
để cái lúc đó để Chư Tăng ra đó thì sẽ có cái nơi, cái trú xứ để cho Chư Tăng ở. Và cái điều đó cũng là một cái điều mà chúng con rất là mong ước để có được cái tăng xá để cho Chư Tăng ra, để mà có cái nơi để cho Chư Tăng ở. Thì con thì chỉ có một vài điều để nói ngoài lời đến ngày cũng như là đạo tràng. Và cái điều thứ hai nữa là khi nói về cái cuộc lễ dân y á, thì năm nay dân y tắm mưa á, thì dân ai thì năm nay thì chùa Phúc Quang chúng con sẽ tổ chức cái ngày lễ dân y tắm mưa vào cái ngày mùng 6 tháng 6. Và kết hợp cái lễ dân y tắm mưa đó thì nó sẽ kết hợp luôn cái lễ lễ dỗ của Đại Đức Pháp Thành, tức là cái vị trụ trì trước, tức là cái vị trụ trì trước khi mà Đại Đức Pháp Thành mất, thì tức là cái vị trụ trì trước đó, thì Đại Đức Pháp Thành mất thì vào tháng 6, thì tới tháng 10 thì con mới về đây con ở cho đến bây giờ. Thì nhân thì cũng là kết hợp vừa lễ dân y tắm mưa và lễ dỗ của Đại Đức Pháp Thành. Thì như là các Phật tử chúng ta cũng đã biết được cái nguyên nhân của cái lễ dân y tắm mưa rồi. Thì cái lễ dân y tắm mưa đó thì nó bắt nguồn từ bà Visakha. Thì khi mà bà Visakha bà đi đến chùa, bà thỉnh chư tăng về để bà làm phước. Thì khi mà bà đi đến như vậy thì bà thấy toàn là những cái chư tăng tắm ở ngoài mưa, không có y áo để mà tắm, toàn là tắm ở ngoài mưa, mà giống như là tắm để mà lõ lồ thân thể để tắm ngoài mưa như vậy. Thì từ khi đó thì bà xin với Đức Phật là cho bà được dân y tắm mưa đến chư tăng. Thì khi đó Đức Phật ngài thấy được cái nhân duyên như vậy thì Đức Phật ngài cho phép để mà làm cái để mà dân y tắm mưa đến chư tăng. Thì theo cái truyền thống của Phật giáo Nam Tông á, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì cái cuộc thì cái lễ dân y tắm mưa á, hàng năm thì bất cứ chùa nào cũng đều tổ chức trước khi chư tăng vào cái mùa an cư mùa mưa. Thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 cho đến rằm tháng 6, là trong tháng đó thì mỗi một chùa đều chọn một ngày để chọn một ngày thích hợp để mà làm cái lễ dân y tắm mưa. Thì năm nay thì cái lịch ở Việt Nam của chúng ta thì do bị ngừng một tháng, thành ra thì Việt Nam chúng ta sẽ nhập hạ vào nó trễ hơn các nước Phật giáo. Thì các nước Phật giáo như là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Tích Lan rồi đó, thì những cái nước đó thì sẽ nhập hạ trước. Thì năm nay chúng ta sẽ nhập hạ sau một tháng. Sau một tháng thì các chùa thì đều là phải tổ chức cái lễ dân y tắm mưa. Thì năm nay thì chùa Phúc Quang chúng con thì tổ chức lễ dân y tắm mưa thì cũng thỉnh chừng bốn vị lễ dân y tắm mưa để mà làm cái lễ dân y tắm mưa. Thì thỉnh các vị cũng ra vào ngày mùng 5 để mà ngày mùng 6 cũng là lễ dân y tắm mưa. Thì con chỉ có một vài điều để xin đóng góp trong đạo tràng như vậy. Bây giờ thì con cũng không biết, không có gì thêm. Bây giờ con chỉ có một vài điều để xin chia sẻ cũng như là nói lên những cái việc chúng con sinh hoạt tại chùa Phước Quang là như vậy. Không biết là chúng con có gì hơi lố lời thì con cũng xin sám hối với ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng đang ở trong đạo tràng, và cũng như là toàn thể quý vị cũng hoan hỷ với cái những cái điều thiếu sót đó, cũng mong quý ngài cũng hoan hỷ cho. Bây giờ thì con xin cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại với đạo tràng, có gì thì con xin thỉnh ngài để chỉ dạy thêm cho chúng con. Nam mô Phật thầy giá. Giờ con xin kính nhân mít lại cho ngài. Nam mô Phật thầy giá. Sa thủ Đại Đức Pháp Tràng. Trên cảm ơn đề tổ chức nghi lễ rất là long trọng ha.
Tỉnh Chư Tăng ở miền Nam ra dự lễ đi máy bay ha. Một cái đại lễ rất là quan trọng và hoành tráng. Thì tổ chức rất là tương tất, rất là chu đáo. Đại đức là cho chúng ta biết cái nguyên nhân có cuộc lễ dân y tâm mưa, rồi cũng là cái thời gian tổ chức lễ dân y tâm mưa, đó là hai điểm rất là quan trọng. Tức là cái nguyên nhân tại sao có lễ dân y tâm mưa, rồi cái thời gian tổ chức dân y tâm mưa, tức là trong vòng một tháng. Bây giờ chúng ta còn 5 phút, quý vị thắc mắc thì cứ giơ tay lên để làm sáng tỏ vấn đề mà Đại Đức Pháp Trang vừa nêu ra. Alo, ai thắc mắc về lễ dân y tâm mưa? Cứ đưa tay lên mạnh dạn, chỉ còn 5 phút thôi. Mời sư Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, con có một chút xíu thắc mắc. Trước nhất thì con cảm ơn Kim Dung. Trước nhất thì con kính tri ân Ngài Trí Đức đã khơi gợi để Đại Đức Pháp Trang nói về ngôi chùa Phước Quang để chúng con được nghe hiểu rõ hơn về ngôi chùa này. Mà trong lòng của con thì rất là hoan hỷ khi thấy ở ngoài Bình Định chỉ có một ngôi chùa là Phật giáo Nguyên Thủy mà Đại Đức Pháp Trang đã chống đỡ được tới ngày hôm nay, mà rất là làm những cái lễ rất là hoành tráng, cũng như tỉnh Chi Tăng ở trong miền Nam và quý ngài ở miền Nam cũng hoan hỷ. Trong cái mùa lễ dân y quý ngài rất là bận, mà quý ngài cũng hoan hỷ để mà ra tới chùa Phước Quang mà dự lễ Ca Thi Ná. Thì một cái điều đó làm cho con rất là xúc động khi thấy cảnh Chi Tăng bồng bế với nhau mà để đi ra chùa Phước Quang, có năm thì bay vòng vòng trên trời rồi bay trở về miền Nam. Thì thật là phải nói là con quá xúc động với những cảnh như vậy. Mà cái thứ hai con hỏi là, dạ bạch ngài, con trong lòng của con thì con khi mà được làm thí chủ dân y Ca Thi Ná thì có người nói với con là quan trọng là mình làm lễ dân y Ca Thi Ná, còn không quan trọng về cái lễ dân y tắm mưa. Để có ai đó mà người ta hoan hỷ, người ta dân lễ y tắm mưa thì mình khỏi dân cũng được, mình thí chủ mình không dân cũng được. Nhưng riêng về con nghĩ là con cảm nhận mặc dù lễ dân y tắm mưa nó rất là coi như là nó gói gọn lắm, nó không có hoành tráng như cái lễ dân y Ca Thi Ná là đưa hình bóng đồ này kia kia nọ. Nhưng mà đối với con thấy cái lễ dân y tắm mưa nó rất là quan trọng đối với con. Có nghĩa là cái lễ dân y tắm mưa này đó, thì mình có dịp để dân chư tăng nhập hạ trong 3 tháng, an cư mùa mưa trong 3 tháng. Thì con cảm thấy con rất là trân trọng cái lễ dân y tắm mưa. Bạch ngài, như vậy con nghĩ như vậy có đúng hay không? Hay là con đã nghĩ sai? Dạ, con kính nhân mít đến ngài Trí Đức, ngài chỉ dạy cho con kính nhân mít đến ngài ạ. Sa thủ xin Nhật Quỳnh đã đặt ra một câu hỏi và cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang hoan hỷ trả lời dùm. Đây là cái đề tài mà Đại Đức Pháp Trang đưa ra. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang giải thích cho xin Nhật Quỳnh được rõ sự thắc mắc là cái lễ dân y tắm mưa và lễ dân y Ca Thi Ná, cái nào đó quan trọng. Alo, Đại Đức Pháp Trang, còn có 2 phút nữa thôi. Cung thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Chỉ còn có 2 phút nữa, con xin trả lời gián tắc cho trong đạo tràng. Theo cái sự hiểu biết của con, bạch ngài, con trả lời theo sự hiểu biết của con thôi, chứ còn có gì thì con xin cung thỉnh ngài bổ sung thêm.
Thì thật sự thì khi nói cái lễ dân y tắm mưa và lễ dân y cá tí ná, thì theo cái sự hiểu biết của chúng con thì chúng con nghĩ là cái lễ nào nó cũng quan trọng cả. Cái lễ nào nó cũng quan trọng cả. Bởi vì lễ dân y tắm mưa có nhiều người nói với chúng con là thời buổi bây giờ thì chư tăng đâu có tắm mưa nữa đâu rồi mà cần chi mà để tổ chức lễ. Ngày xưa thì vào thời kỳ Đức Phật là do chư tăng tắm mưa thì mới tổ chức lễ dân y tắm mưa. Còn bây giờ thì chư tăng đâu có tắm mưa đó đâu mà tổ chức. Thì theo chúng con nghĩ thì nó thuộc về là cái lễ hội của Phật giáo Nam Tông, và nó cũng là dựa trong cái tinh thần giới lực mà Đức Phật Ngài đã ban hành. Dựa theo cái tinh thần giới lực mà Đức Phật Ngài đã ban hành. Thì mình tổ chức cái lễ dân y tắm mưa đó là nó căn cứ vào trong cái giới lực. Và cũng đây là một cái nguyên nhân mà cúng dường để cho người Phật tử cúng dường hợp thời đến chư Tăng. Hợp thời đến chư Tăng là trước khi chư Tăng vào cái mùa an cư, mùa mưa, thì chư Tăng sẽ làm lễ làm lễ dân y tắm mưa đến chư Tăng là đúng theo giới lực Đức Phật Ngài đã ban hành. Đó là cái vấn đề mà người Phật tử chúng ta cúng dường hợp thời. Và cái cuộc lễ dân y tắm cá thí ná cũng vậy. Thì chúng ta là cúng dường dân y cá thí ná đến chư Tăng thì sau cái mùa chư Tăng an cư cấm túc 3 tháng mùa mưa thì chúng ta dân y cá thí ná đến chư Tăng cũng là gọi là cúng dường hợp thời, cũng căn cứ vào trong giới lực, trong cái điều giới lực mà Đức Phật Ngài đã ban hành. Thì theo chúng con thì chúng con nghĩ rằng là cái cuộc lễ nào nó cũng là quan trọng hết. Dân y tắm mưa cũng quan trọng mà dân y cá thí ná cũng là quan trọng. Cũng đây là một cái điều mà cũng là một cái nhân duyên để cho người Phật tử chúng ta để làm đúng, làm hợp pháp, đúng pháp và đúng lực. Dạ, thì bây giờ chúng con trả lời như vậy thì chúng con xin trả lời vắn tắt, không biết là chúng con có trả lời nó đúng, nó còn thiếu sót gì hay không, hay là có những gì thì chúng con xin cung thỉnh Ngài để bổ sung thêm ạ. Giờ con xin cung thỉnh Ngài bổ sung thêm cái vấn đề này để cho chúng con được biết thêm ạ. Dạ, chúng con xin cung thỉnh Ngài Chí Đức ạ. Dạ. Dạ. Chúng con xin. Alo. Không chịu trao mic này nha. Nói rằng chỉ có 2 phút mà nói tới bây giờ, tới 5 giờ 2 phút rồi. Nói tới 4 phút luôn. Nhưng mà sự giải thích vắn tắt của Đại Đức Pháp Trang Sĩ Nhật Quỳnh cũng đã hoan hỷ rồi. Cái này chúng ta sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Bởi vì bây giờ Huynh Pháp Hữu đã đến với Đạo Tràng. Và giờ này là giờ của Huynh Pháp Hữu. Xin mời Sĩ Nhật Quỳnh hoan hỷ thỉnh giảng sư. Cần quý ngài đã giảng giải câu hỏi của con, và con cũng rất là hoan hỷ với câu trả lời của Đại Đức Pháp Trang cũng như ngài. Và con cho con nói một câu bạch ngài, công nhận bữa nay Tâm Phương ăn hiếp con ghê bạch ngài. Hôm nay là ngày của Tâm Phương, Tâm Phương cũng không có thấy mặt. Tới hồi mà con đang tụng kinh thì thấy mặt, con tưởng đâu ở lợi thỉnh pháp sư ai già cũng chạy mất tiêu luôn, nên rõ ràng Tâm Phương ăn hiếp con. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính chào Huynh Pháp Hữu. Nhật Quỳnh kính mời Đạo Tràng cùng với Nhật Quỳnh cùng thỉnh Pháp Sư trước khi được Huynh Pháp Hữu giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Phá Gá Quá Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bút Hà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời đâu mọc đặng nhờ ánh sáng trở hoa lành rai tan mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui.
Tam thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhân lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Năm hôm bích tha giá và đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh, nhục Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính mời huynh pháp hữu từ bi hoan hỷ đăng đàn để giảng dạy bài học ngày hôm nay, tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết. 15. Bốn tâm phạm trú đúc tâm chung. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa và kính mời huynh. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Con kính ảnh lễ sư Thí Đức, kính lễ sư quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý anh chị. Để bắt đầu buổi, trước khi bắt đầu buổi đàm luận Phật Pháp ngày hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavang Tang Apivadeemi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Cội Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng, con xin lại đấng đại hùng rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn đời đời tương tục bốn phương phổ hoàng. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng tôi tiếp tục loạt bài giới thiệu cuốn sách Tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết của Ngài Tỳ Khưu Analayo, mà chúng tôi có dịch và giới thiệu một lần vào năm ngoái. Thì lần này là lần thứ hai. Giải thích chương 15 của cuốn sách này. Thì như thường lệ thì chúng tôi mời các anh chị đi vào trong cái trang đầu tiên của cái loạt bài nói chuyện này. Nếu mà anh chị nào vào được thì xin cho số 1, hoặc là cái bông hồng, hoặc là thỉnh thoảng khi chúng tôi nói trình bày mà thấy đường truyền còn nghe rõ tốt thì cũng cho số 1 để chúng tôi biết. Thì cuốn sách này Ngài Tỳ Khưu Analayo soạn ra trong cái tiến trình Ngài tìm hiểu và so sánh đối chiếu bộ A Hàm của Hán Tạng với lại kinh điển Pali,
Ngài là một tu sĩ Nam truyền, xuất gia ở Sri Lanka, học và đó và có bằng tiến sĩ về Phật học ở Sri Lanka. Nhưng mà sau đó thì Ngài nghiên cứu thêm, học tiếng Hán và nghiên cứu thêm bộ A Hàm, và Ngài trích ra những cái bài kinh từ A Hàm và dịch ra tiếng Anh, đồng thời cũng để so sánh đối chiếu với những cái bản dịch khác từ tạng Pali. Và qua cái nhìn của Ngài cũng như một số các nhà học giả, cũng như một số các vị sư khác, thì các ngài được công nhận rằng cả hai nguồn, nguồn A Hàm cũng như nguồn Pali, được xem như là những kinh điển gần với thời kỳ nguyên thủy nhất. Và trong cái tập sách này thì Ngài theo lời yêu cầu của một người bạn đạo, đó là giáo sư Đỗ Chánh Dân, Ngài soạn ra trích những cái lời Phật dạy trong kinh điển A Hàm, đồng thời cũng đề cập đến những cái bài đoạn kinh tương đương trong kinh điển Pali về những cái chủ đề khác nhau với cái bệnh và cái chết, là hai điều tất yếu mà chúng ta ai cũng phải đang và sẽ trải qua. Đức Phật có giảng là làm người thì thế nào cũng phải trải qua bốn giai đoạn: sinh, già, bệnh, chết. Chúng ta sinh ra rồi có mặt ở đây, tức là chúng ta đã vào đời này rồi, thì bây giờ chúng ta đang ở trong tiến trình bệnh và già đi, không phải là tới 70-80 tuổi rồi mới già, mà già đi mỗi ngày, già đi từng giây từng phút, và cái mầm mống bệnh tật lúc nào cũng có, mặc dù bây giờ có sự tiến bộ của y khoa cũng như cái đời sống vật chất càng ngày càng nâng cao, nhưng mà cái bệnh cũng không có thể thoát được. Đau trong người lúc nào cũng có những cái mầm mống bệnh tật, rồi tới cái chết không ai thoát được, ngay cả những bậc giác ngộ rồi các ngài cũng phải xả thân ngũ quẩn, ngừng hoạt động. Đó là một cái tiến trình tự nhiên tất nhiên của con người mà chúng ta cần phải biết. Và ngài trong cuốn sách của ngài có 24 chương, thì ngài chia làm hai phần rõ ràng. Phần đầu nói về cái bệnh, làm sao chúng ta đối phó với cái bệnh, nghĩ gì, và chúng ta có những cái lời khuyên như thế nào khi chúng ta đi thăm bệnh hay nuôi nấng chăm sóc người bệnh. Nó là 12 chương đầu. Chương 12 chương tiếp từ 13 cho tới 24 thì nói về cái chết. Chúng ta có những cái ý niệm gì về cái chết, chúng ta sửa soạn như thế nào, bởi vì chết là điều tất yếu. Và rồi chúng ta cũng đồng thời cũng có thể học tập và thông cảm, và đồng thời có những cái lời khuyên như thế nào khi chúng ta tới thăm những người sắp sửa trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, sắp sửa lâm chung, mà mình phải sửa soạn trước, mình phải biết rồi, hoặc cái vị ấy, cái người mà sắp sửa qua đời cũng phải biết, cũng đã từng tu tập, cũng hiểu biết rồi. Tới mình chỉ nhắc nhở thôi, chứ không phải đợi tới giờ chót nước đến trôn mới nhảy rồi mới, mà không có biết cái gì, lo làm ăn buôn bán vui chơi này nọ, lo chuyện đời, không có biết gì về đạo pháp, cũng như nói về những cái lời dạy của Đức Phật. Mà bây giờ tới giờ phút cuối và tới khuyên thì chắc là lúc đó họ đang hoảng hốt và không có nghe được. Nên cái điều đó là cái điều thực tế của cái tâm lý, là thử ra mình ngay chẳng bản thân mình phải sửa soạn ngay từ bây giờ, mặc dù mình còn khỏe mạnh, nhưng mà bản thân của chúng tôi thì không còn khỏe mạnh nữa. Đang bị bệnh, đang bị già, có thể chết bất cứ lúc nào rồi. Gần 70 tuổi rồi, thấy rõ ràng như vậy. Thì chỉ có là bây giờ mình cố gắng sửa soạn, hướng về đạo pháp, suy gẫm những lời Phật dạy, nhất là có liên quan đến cái chết. Đồng thời khi mà mình tới thăm một cái vị mà một cái người thân trong gia đình, một người bạn đạo hay là ai đó mà tới thăm, rồi thấy họ có trong những giờ phút gần chết, mình cũng phải để ý chỗ đó. Nếu mà họ không bao giờ nghe, không bao giờ mà khi còn khỏe mạnh có không quan tâm, hoặc là có những cái hành vi phản cảm đối với đạo pháp, mà bây giờ mình đem mình nói thì chắc là cũng không có tác dụng gì nhiều đâu. Họ chưa có từng quen nghe kinh tụng, rồi mình thỉnh chư tăng tới tụng cầu an, thì mình phải để ý cho, trừ phi là họ có phước duyên nhiều đời, tới giờ phút chót thì họ mình nhắc nhở. Chứ còn một cái người mà không quen như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái tác dụng cũng không có mạnh lắm. Là mình phải có cái tinh thần thực tế đó.
Khi nào mà những người thân trong gia đình, bạn bè còn sống thì mình cố gắng làm sao mình động viên họ, khuyên, hoặc là dùng những cái hành, những cái những phương tiện thiện xảo khéo léo nào đó để khuyến khích họ đi chùa, họ nghe tụng kinh, giữ pháp thiền, giữ cái khóa thiền, nghe pháp này kia. Thì cái giờ lúc đến cái giờ phút lâm chung, những cái lời mình đến mình giúp, mình có những cái lời khuyên giải thì nó mới có kết quả. Ra mà mình phải thực tế cái chỗ này, cái chỗ này chỗ tế nhị, cái điểm tế nhị, nhưng mà mình phải thực tế cái chỗ đó, chứ không phải đợi tới giờ chót rồi mới mới làm những cái chuyện đó thì nhiều khi trễ rồi, trễ lắm rồi. Bây giờ trở lại vấn đề ở đây thì 12 chương, từ chương 13 đến chương 24 nói về cái chết. Và chương cuối cùng, phần cuối cùng là phần kết luận và các hướng dẫn hành thiền, thì Ngài dùng cái bài kinh Girimananda, trong đó có 10 pháp quán tưởng, những cái lời khuyên thực hành để chúng ta tập. Thành ra ngay từ bây giờ là chúng ta cần phải đọc qua, hiểu 10 cái pháp quán tưởng nó là cái gì, rồi thử tập, thử áp dụng. Chưa chắc gì mình thành công, nhưng ít ra mình cũng thử, thử để mình làm quen. Do đó, lý do đó mà năm ngoái, cuối năm 2019, chúng tôi có, theo lời yêu cầu của một số bạn hữu, thì chúng tôi có dịch ra trước cái phần kết luận và hướng dẫn hành thiền thành có tập sách nhỏ, 10 pháp quán tưởng, có nhờ một số anh chị ở Việt Nam in ra và phổ biến. Và chúng tôi có thu xếp vào tháng 2, tức là bây giờ nhìn lại thì cũng 5 tháng trước rồi, thời gian đi rất là nhanh. Rồi về thăm gia đình, cũng như để có những cái buổi nói chuyện, trình bày cái cuốn sách, nội dung của cái tập sách đó, 10 pháp quán tưởng, ở Sài Gòn 3 buổi, rồi ra Đà Nẵng 3 buổi, rồi ra Hà Nội cũng 3 buổi nữa. Cũng mong rằng anh chị đó khi nhận được cuốn sách thì có thể dành một ít thời giờ để đọc, suy ngẫm và thử áp dụng. Và chúng tôi cũng có đưa lên trên mạng. Rồi anh chị nào mà không có cuốn sách đó thì có thể tải về máy, tải cái bản PDF, bản vi tính về máy để đọc trên máy, hoặc là in ra. Cuốn sách tập sách cũng mỏng chứ không có dày lắm, cũng dễ đọc. Phải sửa soạn trước, còn không thì mình phải hiểu, hiểu là cái gì. Bởi vì cái chết đến bất ngờ. Cuộc đời sống là bấp bênh, không chắc chắn, không chắc chắn, mình không biết ngày mai như thế nào, nhưng mà cái chết là chắc chắn. Mình chỉ không biết chắc là mình chết lúc nào, chết bằng cách nào và chết ở đâu thôi. Ba cái điều đó là không chắc chắn, nhưng mà cái chắc chắn là cái chết nó sẽ đến, có thể sẽ đến ngay bây giờ. Sau khi mà chúng tôi nói chuyện xong, bước ra khỏi cửa là xe tông chết, mình cũng không biết là cái chuyện đó đã xảy ra. Mình thấy rõ ràng trong một vài người bạn của mình, hoặc là những người mình được tin như vậy. Hoặc là mình trợt ra đường, mình trợt ở trong nhà, rồi mình đi, mình trời mưa, rồi mình đi, mình trợt té xuống, đập đầu xuống đất là mình chết. Không biết rồi. Nhiều khi mình ngủ rồi trái tim không biết làm sao, nó không hoạt động nữa, rồi mình không mở mắt nữa. Mình thấy rõ như vậy. Nói ra tốt hơn là mình biết, đừng có sợ. Cái chuyện đó là không, dù sợ hay không sợ, không có trốn tránh được. Thành ra mình phải có một cái can đảm, cái nhìn khách quan để đối diện và để sửa soạn. Phải hiểu như thế nào. Và cái chuyện đó không phải chỉ xảy ra với mình và những người thân của mình, những người trong nhà, vợ chồng, con cái, cha mẹ, hoặc là bạn bè với nhau. Bất ngờ lắm, mình không biết được. Nó ra mình phải để ý những cái chuyện đó. Nếu mà Giang Nhật Hà đi vào trong cái trang web mà chúng tôi mới vừa đưa ra, trong trang trong đó thì phía dưới có để cái link để mà tải về. Còn không chút xíu nữa thì nhắn tin riêng, chúng tôi sẽ cho cái link để mà tải về cái tập sách đó. Bây giờ thì chúng ta vào trong cái trang đầu tiên mà chúng tôi mới vừa đưa cái link trên, đưa cái link ra, các anh chị vào được thì thấy rõ, chúng tôi đưa ra 24 chương như vậy, cái mục lục, và chúng ta đánh cái dấu sao, cái ngôi sao màu đỏ ở chương 15. Thế là chúng ta nói về cái lúc cần chết, cận tử và các phạm trú, phạm trú như thế nào. Và
có liên hệ đến cái phần này thì chúng ta cũng cần phải biết thêm những cái những lời giảng của Đức Phật, hoặc là những cái lời luận giải, những cái lời giải thích của các luận sư sau này về về các cõi trời theo cái nhìn của người Ấn Độ ngày xưa, cái vũ trụ quan, cái quan niệm về vũ trụ như thế nào vẫn còn, và cái quan niệm đó vẫn còn dùng áp dụng cho tới ngày nay. Mình phải hiểu như vậy để khi mình đọc kinh thì mình hiểu rõ hơn. Thành ra có về cái, những cái chủ đề giáo thuyết của cái chương 15 này là nói về các cõi trời. Và nhà nói về đến đó thì chúng tôi cũng xin mạn phép trước khi đọc cái bài để đọc trước đi, đọc trước cái phần giới thiệu của cái chương 15 này, rồi chúng ta sẽ bàn sâu thêm về những cái quan niệm về vũ trụ của người Ấn Độ ngày xưa như thế nào. Nó cũng rất là hay, bởi vì 2600 năm trước họ có những cái nhìn, mặc dù họ không có những cái phương tiện khoa học như bây giờ, không có phi thuyền đi vào không gian, cũng không có cái viễn vọng kính để mà nhìn cho rõ, cũng không có những cái phương trình, phương thức toán học để mà tính toán như bây giờ. Nhưng mà họ đã có những cái, có thể là có cái trí tuệ rất rất cao siêu, thấy được, biết được. Có một số thì mình chưa có chứng minh được tới bây giờ, nhưng có một số mình thấy đúng cho tới áp dụng bây giờ, mà chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm. Thấy rất là lý thú và phải phục cái trí tuệ của người Ấn Độ 2600 năm trước, nhìn ngược trở lại 2600 năm trước chứ không phải là mới đây. Bây giờ thì mời anh chị vào cái trang chính, chúng tôi xin đọc trước cái này. Trang chương 15, bốn tâm phạm trú lúc lâm chung. Cho ngài, bản sách của ngài Bhikkhu Anālayo, tỉnh thức trước bệnh tật và cái chết, viết ra và ngài cho ấn tống xuất bản năm 2017, tức là 3 năm trước, cũng tương đối cũng rất khá mới. Trong chương này, các nghiên cứu của tôi, tức là ngài Bhikkhu Anālayo, chuyển từ cách đối phó với nỗi đau buồn về cái chết của những người khác sang các phẩm chất cần phải có tại thời điểm lúc lâm chung. Tức là những cái chương trước thì ngài nói cái sự đau buồn, đau khổ của những người sắp chết. Nhưng bây giờ thì mình phải nói là ngài thực tế hơn, mình sửa soạn. Tức là khi mà mình chết thì mình cái sửa soạn cái tâm ý của mình như thế nào, hoặc là mình khuyên những cái người lúc cận tử như thế nào. Trong bài kinh dưới đây, ngài Sariputta, tức là Xá Lợi Phất, vẫn còn sống và từ bi giảng dạy hướng dẫn một gia chủ Bà La Môn tên là Đà Nan Chani, Đà Nhiên, tiếng Hán dịch là Đà Nhiên, đang lâm trọng bệnh. Thì ngài Sariputta là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật, và ngài có một cái khiếu, một cái tài biện tài để biện thuyết, giải thích, thuyết pháp rất là giỏi. Ngài nổi tiếng về vấn đề thuyết pháp, và ngài viên tịch trước Đức Phật, chứ không viên tịch khi Đức Phật còn tại thế thì ngài đã viên tịch với việc vài năm thôi trước khi Đức Phật đã niết bàn. Bây giờ trong cái bài kinh này thì lúc đó là ngài còn sống, và ngài bị khuyên giải một cái người cư sĩ mà theo cái giai cấp Bà La Môn tên là Đà Nhiên, Đà Nan Chani. Đoạn kinh trích dẫn được ghi trong Trung A Hàm MA 27, tức là Maxima Agama Trung A Hàm, bài kinh số 27. Bài kinh Trung A Hàm đó là tương đương với Trung Bộ Kinh của bên Nikaya Pali, và bài kinh tương đương trong Trung Bộ đây MN 97, Maxima Nikaya 97, bài kinh số 17 trong Trung Bộ Kinh của Pali. Trong phần đầu của bài kinh, ngài Sariputta được báo cho biết về hành vi phi đạo đức của Đà Nhiên, Đà Nan Chani, và ngài đã đến gặp ông ta để giảng dạy. Kết quả là ông ta thay đổi các hành vi, trở nên hiền thiện tốt hơn. Rồi là chỉ nói cái vắn tắt như vậy, nhưng mà mình hiểu cái câu chuyện, tức là ông ta cũng chưa có phải là một Phật tử thuần thành đâu. Ta vẫn còn gốc Bà La Môn, và ngày xưa có lẽ cũng có những hành vi bất thiện, cũng quậy phá cái gì đó. Nhưng mà ngài Sariputta tới gặp thuyết pháp, và ngài ông ta động viên ông ta, thì ông ta trở nên hiền liệt, hiền thiện hơn.
Đoạn kinh được trích dịch trong chương này ghi lại trong phần tiếp theo về sau, khi Đại Năng Chani bị bệnh nặng và nằm trên giường chờ chết. Khi được báo cho biết về tình trạng ấy, Ngài Sariputta đến thăm ông ta và có những lời khuyên dạy. Qua các lời giảng dạy ấy, ông Đà Năng Chani đang hấp hối được Ngài hướng dẫn đi qua một loạt các cõi trời sau đây: địa ngục, thú vật, ngạ quỷ, loài người, tứ thiên vương, tam thập tam thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên và bạm thiên. Mình thấy là Ngài hướng dẫn đi từ từ cho ông ta thấy những cái cảnh cõi trời như vậy. Đó là lúc đó thì đó chúng tôi nói là cái quan niệm vũ trụ của Phật giáo là như thế, đi từ cái thấp đến cao, từ những cõi rất thấp, từ những cõi khổ, thú vật, địa ngục, thú vật, ngạ quỷ là cõi ba cõi khổ. Loài người chúng ta là vừa có khổ, có vui, có sướng. Và từ trên loài người nữa là có những cái cõi trời tương đối là sướng hơn. Cõi trời cũng có nhiều bậc, bậc thấp tới bậc cao. Thì ở đây là nói về cái cõi trời tứ vương, cõi trời 33, tam thập tam, cõi trời dạ ma, cõi trời tushita, tức là đâu xuất đà, là quá lạc thiên, tha quá tự tại thiên. Ở đây tức là những cái cõi trời trong cái cõi dục, dục giới. Rồi lên tới phạm thiên, tức là cõi trời thấp nhất của tầng sắc giới. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ trình bày thêm về vấn đề này. Nhưng mà mình làm quen trước, mình làm quen với những cái thuật ngữ và những cái tên của những cái cõi trời này được đề cập rất nhiều trong những cái bài kinh khác. Sự hiện hữu của chư thiên và các cõi trời đã được thảo luận trong chương 7. Đó là trong chương 7 đã nói rồi. Có thể nói rằng đối với người Ấn Độ thời cổ đại đến thời xưa, cũng như Đức Phật và các vị đại đệ tử, những cõi giới này và chúng sinh cư ngụ ở đó được xem là một thực tại. Thì có nghĩa là theo ý của Ngài Tỳ Khưu A Na La Vô, nó có lẽ bây giờ mình xa rồi, nhất là những ai mà mình hấp thu theo cái văn minh của Âu Mỹ thì mình không có, ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy, thật sự đó là mình chưa có thấy được, chưa có thật sự nhìn biết được rõ ràng những cái cõi trời khác. Chúng tôi thường hay nói là thực tế mà nói, một cái người phàm nhân, phàm phu tục tử như bản thân chúng tôi chỉ biết được hai cõi thôi, đó là cõi người và cõi thú. Mình thấy biết, có xúc chạm, có tiếp xúc, giao tiếp thấy biết rõ ràng. Còn những cõi khác thì mình chỉ có một cái cảm nhận thôi, mình cũng chưa thắng rõ. Thật sự như là bản thân chúng tôi thì có nhiều người nó phải hành thiền lâu năm có thể thấy được hoặc có thể biết, cảm nhận được. Hãy ngã ngàn Brahm, khi Ngài nói chuyện, mình nói một cách kín đáo, một cách riêng tư với Ngài thì chúng tôi có cảm tới là Ngài cũng biết. Bởi vì Ngài là một thiền sư, Ngài có mức hành thiền rất là sâu thâm sâu. Nhưng mà bản thân mình thì đôi khi mình có cái cảm nhận là mình có thể có những loài ngạ quỷ, tức là mình gọi là ma, chung quanh mình, hoặc là những cái cõi khổ, hoặc là những loài Atula, hoặc đôi khi mình cũng có thể có cảm nhận có những cái địa tiên, những vị chư thiên ở phía sau nhà mình, ở trong nhà mình, ở trong rừng, chung quanh nhà, trong những cái cây cổ thụ. Mình có cái cảm nhận như vậy thôi, chứ còn mà không rõ ràng, và thật sự như vậy không có rõ ràng. Nhưng mà mình đọc qua cho biết, cũng hy vọng một ngày đẹp trời nào đó mà nếu mình có đủ trí tuệ thì mình cũng có thể có sự giao tiếp được, chứ không phải là không. Thừa nhận đây như là một khía cạnh của thế giới quan Ấn Độ thời xưa, không có nghĩa là chúng ta cần phải tin vào những cõi giới và thiên chúng ấy để có thể rút tỉa được những lợi ích từ bài kinh có mô tả các điều đó. Tức là mình biết như vậy, mình không bắt buộc mình phải thật sự mình tin nha. Theo cái nhìn của Ngài Tỳ Khưu A Na Vô, theo đúng cái tinh thần của Phật giáo, Đức Phật dạy là chúng ta phải thấy thì mới tin, phải thử thì mới thấy, phải thấy thì mới tin. Đó là ba chữ T mà chúng tôi thường hay nói tóm gọn, nguyên tắc ba T: phải thử thì mới thấy, phải thấy rồi mới tin. Bây giờ thì mình không bắt buộc phải tin tưởng hoàn toàn, nhưng mình tạm thời chấp nhận như vậy để mình hiểu. Nhưng mà cái điều đó cũng có nghĩa là mình vẫn có thể rút tỉa được những cái ích lợi, chứ không phải không, dù mình không tin một cách hoàn toàn. Trong tư duy của Phật giáo sơ kỳ, tức là trong cái thời gian mà Đức Phật còn tại thế,
khoảng khi ngài giảng 45 năm là sau đó là chưa có phân chia tông phái, thì khoảng mấy trăm năm sau đó thì cái thời gian đó gọi là Phật giáo sơ kỳ, trước khi có sự xuất hiện của Phật giáo phát triển, tức là Phật giáo Đại Thừa. Thế giới bên ngoài và thế giới bên trong tâm ý của một hành giả được xem có liên hệ mật thiết với nhau. Một chuyến du hành trong vũ trụ của Phật giáo sơ kỳ cũng đồng thời là một chuyến du hành của các tâm trạng thái tâm ý khác nhau của hành giả. Điều này trở nên có ý nghĩa khi ta tiếp cận các mô tả trong những cõi giới khác nhau trong bài kinh, cũng như là để minh họa các trạng thái của tâm ý. Miễn là ta không chấp chặt xem cách tiếp cận như thế là cách chính xác và duy nhất khi đọc mô tả như thế trong kinh văn cổ xưa. Có nghĩa là một cái khuynh hướng khác để mình giải thích đó. Dù cho mình không có thật sự là trực tiếp tiếp xúc được những cái cõi giới khác, nhưng mà mình nhìn qua cái tâm của mình, cái trạng thái tâm mình như thế nào thì cũng như là bạn đang sống ở trong cái cõi giới đó. Khi mà tâm mình tâm tham á, thì mình sống như là một con thú vật. Cái tâm sân của mình khi mình có, thì mặc dù là cái thân xác mình là người, nhưng mà lúc đó mình sống, mình đối xử, mình phản ứng là giống như một loài Atula sân si. Hoặc là khi mình tâm si tức là mình không có biết hiểu rõ lờ mờ này nọ, cái gì mình cũng sợ, thì mình sống như con thú. Rất là lúc đó mặc dù mình là cái thân xác mình cũng là người đẹp trai đẹp gái này nọ, nhưng mà thật sự đó, cái tâm mình là tâm giống như con thú, tại mình sân, ghê, mình si, mình không hiểu gì hết, mình sợ đủ thứ. Thế là mình đang tái sinh rồi ngay trong cái thời khắc đó thành một con thú. Khi mình sân si, mình sân nổi sân hận này nọ thì mình tái sinh vào giống như là một cái loài quỷ Atula. Hoặc là mình cảm thấy khổ sở buồn bực, cái đắng cay rứt rai rứt ở trong sân, thì cũng giống như trong tâm cũng giống như là một mình đang bị hành hạ ở cõi địa ngục. Mà thành thử ra mình không phải đã chết rồi mình mới tái sinh, theo cái nhìn của một số các nhà luận sư cũng như theo cái nhìn của ngài Tico Nalayo, chúng tôi thấy rất hay là không cần phải mình phải thấy, nhưng mà mình có cái cảm nhận là mình đang sống trong cái thế giới đó. Cái tâm mình như thế nào là mình đang sống trong cái thế giới đó. Hoặc là cái tâm mình rộng mở ra, mình thương mến tất cả mọi người, mình ban vui cứu khổ, mình thông cảm với cái, tất cả những cái nỗi khổ đau của người khác. Đó là cái tâm mình nó rộng mở như là mình đang ở sống ở trong cõi trời, cõi trời Phạm Thiên. Hoặc là cái tâm mình á, mình thông cảm, mình hoan hỷ với lại cái thành công, cái sự vui sướng của người khác, chứ mình không có ganh tị, cũng là một cái tâm rộng mở như lư lơ mà sống ở cõi trời. Hoặc là mình cảm thấy bình thản trước những cái sự thay đổi của cuộc đời, mình không có bị bấn loạn, mình nhìn một cách bình tĩnh, thì đó là mình có cái tâm xả. Và tâm xả đó là giống như một vị Phạm Thiên. Từ đó mà mới có cái từ là Phạm Trú, tức là Brahma Vihara, tức là bốn cái tâm cao thượng, giống như khi mình đạt được những cái một trong bốn cái tâm đó là mình sống như là một cái vị trời ở trong cái cõi trời Phạm Thiên. Từ bi hỷ xả, đó là cái nội dung của cái bài nói chuyện hôm nay. Để đơn giản, ba cõi đầu tiên, địa ngục, thú vật, ngạ quỷ, có thể xem như tiêu biểu cho các hành động và ý nghĩ xấu thấp hơn tiêu chuẩn đạo đức và luân lý của con người. Nhóm trời, nhóm cõi giới từ tứ vương thiên đến tha hóa tự tại thiên là các cõi trời trong dục giới. Theo vũ trụ quan Phật giáo, đó là nơi chúng sinh được hưởng nhiều dục lạc, vượt xa hơn những gì loài người có thể trải nghiệm, tức là vẫn còn ở trong cõi dục, tức là vẫn còn có mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà họ sống trong những cái vị đó, trong họ sống trong một cái hoàn cảnh nó sung sướng, nó vui vui hơn, nó không có bị khổ nhiều như mình. Thì cái này mình cũng có thể hiểu được là cái tâm của mình mà có một người mạnh khỏe, không có bị bệnh tật, ăn no, ăn ngon, ngủ yên, không có lo buồn vấn đề tiền bạc, sống ở trong một cái môi trường tốt, trong sạch, không an ninh, không có lộn xộn, đầy đủ tiện nghi, thì cái lúc đó cái nỗi
vui hạnh phúc của cái người đó cũng giống như cái người đó đang sống trong cái cõi trời dục giới. Đồng là mình thấy là nếu mình nhìn như vậy thì mình có thể mình hiểu được dễ dàng hơn. Nhóm cuối cùng trong danh sách là Phạm Thiên, thuộc về sắc giới. Phạm Thiên, cõi trời Phạm Thiên, tức là cái cõi trời sắc giới cũng có nhiều cõi, nhiều cấp bậc, cấp bậc thấp nhất của sắc giới là Phạm Thiên. Thì đó là cái tiêu chí của cái bài này, tức là nó cái tâm mình, khi mình có tâm từ bi hỷ xả rộng lớn thì lúc đó mình sống, mình cái thái độ của mình cũng như những cái cảm nhận của mình cũng giống như cái vị trời Phạm Thiên. Nơi đó các cảm xúc dục lạc ít nhất là tạm thời bị bỏ lại, tương ứng với những kinh nghiệm thể nhập thiền định. Và thường thường đó, mà để mà mình hiểu được cái trạng thái khinh khoái của một cái vị trời Phạm Thiên như thế nào thì là phải tập hành thiền. Theo chú giải là khi mình cái tâm mình nhập được ít nhất là cái bậc thiền đầu tiên là sơ thiền. Chúng ta biết có bốn cái tầng thiền, sắc giới là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sau đó mình là bốn cái bậc thiền tiếp ở trong vô sắc giới. Thì cái bậc thiền đầu tiên là sơ thiền. Nếu mà mình hành thiền, cái tâm mình định, mình có thể đạt đến cái trạng thái đó, thì lúc đó cũng giống như là mình đang sống ở trong cái cõi trời Phạm Thiên như vậy. Thì đó là cái phần giới thiệu. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây, thì chúng tôi xin mời các anh chị đi vào cái hình cho soạn từ lâu rồi, bây giờ tìm lại để mà bổ sung thì lại mất tiêu cái bản gốc, chỉ còn cái bản hình này thôi. Mà tương đối cũng đúng chứ không sai. Thì cái hình này các anh chị vào được không? Quan trọng lắm. Nếu vào được thì xin cho số 1. Giờ cảm ơn chị Ngọc Hân. Cái hình này là chúng tôi đầu tiên là chúng tôi dựa theo cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Hòa Thượng Anarada. Rồi sau đó thì chúng tôi dựa thêm cái cuốn của Ngài Thắng Pháp Tập Yếu, Ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch ra tiếng Việt. Và sau đó cũng có một bản tóm tắt Vi Diệu Pháp Toát Yếu của Bác Phạm Kim Khánh. Thì chúng tôi tập hợp lại và soạn ra cái biểu đồ này. Biểu đồ này để chỉ 31 cõi theo cái nhìn của người Ấn Độ thời xưa. Và tiếp tục như vậy cho tới cả ngàn năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Do đó mà mới đề cập ở trong cái cuốn Thắng Pháp Tập Yếu. Cuốn Thắng Pháp Tập Yếu là cuốn tóm tắt Vi Diệu Pháp mà được soạn ra khoảng 800 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. 800 năm Tây lịch, tức là khoảng gần 1.500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Nên mình thấy cái quan niệm đó của người Ấn Độ nó kéo dài, chứ không phải là chỉ có một thời kỳ ngắn thôi. Về sau này thì các luận sư cho thêm nhiều chi tiết. Thì cái bản này, cái chi tiết, chẳng hạn nói về cái tuổi thọ này kia, hoặc là nói về cái tâm như vậy là được phát triển về sau, chứ không có ghi rõ ràng ở trong tạng kinh. Chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Mà chỉ nói nhiều trong, đề cập nhiều ở trong chú giải, nhất là chú giải Vi Diệu Pháp. Đó. Bây giờ mà chúng ta đọc hoặc nghe giảng nói về 31 cõi trời, rồi nói về cái tuổi thọ là mấy A Tăng Kỳ này nọ đó, thì mình nhớ cái đó là những cái tư tưởng thêm chi tiết phát triển về sau này, không có đề cập trong cái thời kỳ nguyên thủy, trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế và khoảng vài trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Chỉ trong thời gian đó, thì trong cái thời kỳ đó kinh điển có nói, nhưng mà nói một cách rất là tổng quát thôi, không có vào chi tiết nhiều như thế này. Cái chỗ này các anh chị có nắm được chỗ này, chị Nguyên Tuệ có hiểu được chỗ này, nhớ chỗ đó. Thì ra cái bản này là dựa theo những cái tư tưởng phát triển thêm về sau này. Thì trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, cũng như trong kinh tạng, chia cái thế giới chúng ta biết ra làm ba cái thế giới lớn, ba cái cõi giới chính: dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đi từ dưới lên trên. Cái bản này là chúng ta đọc từ dưới lên trên. Chị Nhung có vào được cái bản này ha? Giang Nhất Hà không biết có vào được không? Thì chúng ta phải xem từ dưới lên trên. Và có tổng cộng sau này là 31 cõi.
Trong kinh tạng không có nói 31 cõi, không có nói con số 31. 31 cõi này là được đề cập trong những cái luận giải về sau này, con số 31. Nhớ chỗ đó, chỗ này nó nhiều khi mình không có để ý. Đây là chúng tôi không có nói đúng hay sai, mà chỉ nói theo cái nhìn của lịch sử phát triển tư tưởng Phật giáo thôi. Thì trong kinh tạng nói về ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đi từ dưới lên trên. Và trong cái cõi dục giới thì nếu đi từ dưới lên trên, cái khổ nhất, thấp nhất là loài địa ngục. Gia Nhất Hà có thấy được cái chỗ này không? À, tức là mình đi từ số 1, chúng ta đánh số từ dưới, từ số 1 đi ngược lên cho tới 31. Cái chỗ này chị Nhung, chị Nguyên Tuệ là thấy được chỗ này ha. 31 đó. Thì cái thấp nhất, khổ nhất là loài địa ngục. Rồi sau đó là lên tới loài thú vật, loài ngạ quỷ, loài Atula, rồi mới tới loài người. Và trên lên nữa thì chúng ta có từ số 6 thì tới số 31. Thành thử ra mình nên nhớ loài người, mình cũng nói một cách đông na, cũng không có ngon lành gì đâu. Mình cũng không có cao siêu gì hết, mình chỉ hơn được có bốn loài khác thôi. Mình chỉ hơn được cái loài Atula, loài ngạ quỷ, loài thú vật. Nhưng mà cũng có một cái hay, bây giờ mình là loài người thì mình có cái khổ cũng như có cái vui, cũng có cái sướng. Mình thấy khổ, thấy sướng, và mình có được cái Phật pháp do Đức Phật dạy giảng cho mình. Mặc dù đôi khi ngài cũng có những, trong cái thời gian ngài còn tại thế thì thỉnh thoảng, nhất là ban đêm, thì cũng có một vài chúng sinh ở trong cõi trời tới học đạo, nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà ngài nhắm những cái đạo pháp của ngài là nhắm cho loài người chúng ta. Chúng ta có cái may mắn như đó để mình biết. Mình biết như vậy. Và trên loài người thì mình có sáu cái loại chúng sinh, loại chư thiên nằm ở trong dục giới, tức là tứ đại thương vương thiên, tức là có cái chỗ đó là có bốn cái vị vua để mà cai quản cái vùng đó, tứ đại vương. Rồi Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Quá Tự Tại Thiên. Và cái cõi trời Đâu Xuất là cõi trời mà theo kinh tạng ghi lại là thường thường là những vị nguyện thành Phật chánh đẳng giác, thì cái kiếp cuối cùng trước khi mà tái sinh xuống làm người để mà giảng pháp được, thì cái vị Bồ Tát đó là tái sinh vào Đâu Xuất Thiên, Tu Xích Tạc. Đó là những cái cõi trời dục giới. Và những cái vị chư thiên ở trong những cái cõi trời này đó, thường thường là bởi vì nó gần gũi với lại cái loài người chúng ta, và cũng nằm ở trong dục giới, tức là họ cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân như mình, là họ dễ thông cảm với mình. Cho đó mà trong kinh tạng có ghi, có những cái bài kinh ghi những chư thiên ở trong sáu cái cõi đó hay đến gặp Đức Phật để mà hỏi pháp. Đó, chúng ta nhớ như vậy này. Rồi bây giờ lên tới cõi trời sắc giới, tức là những cái chúng sinh họ cũng có hình dạng, hình sắc, nhưng mà họ không có phụ thuộc nhiều lắm về cái chạy theo cái những cái dục, cái sự mà vui hưởng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Thân, xin lỗi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nên tức là những cái thân xác của mình thì là ở trong cái cõi trời sắc giới. Thì từ đó mà mình có từ số 12 tới 27, tức là 16 chúng sinh như vậy. 16 chúng sinh như vậy. Và hai cái loài chúng sinh mà gần gũi với mình, với lại cái dục giới nhất, tức là thấp từ số 12, số 13, tức là Phạm Phụ Thiên với Phạm Chúng Thiên đó. Thì những chúng sinh đó cũng thỉnh thoảng cũng đi xuống địa cầu này để gặp Đức Phật và để hỏi pháp. Và một trong những cái vị mà nổi tiếng, mình còn, nếu mà các anh chị còn nhớ, mà thật sự đã có liên hệ đến cái buổi lễ cách đây mấy ngày, tức là Sahampatik. Tức là cái vị Phạm Thiên đó, nếu các anh chị còn nhớ, là người đã đến gặp Đức Phật khẩn cầu ngài đi dạy, đi truyền dạy. Bởi vì sau khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài ngồi ở cổ cây bồ đề, ở bồ đề đạo tràng, ngài suy tư, ngài thấy cái giáo pháp của ngài rất là khó, không có ai mà dễ lãnh hội được. Ngài cũng ngần ngại, ngài cũng không muốn giảng. Thì vị Phạm Thiên Sahampatti, tức là ở trong cái cõi trời số 12 này, tới gặp ngài thỉnh cầu, với ngài nói rằng cũng có những người họ chỉ còn một vài hạt bụi ở trong mắt, nếu mình giảng cho họ, họ gỡ được những hạt bụi đó ra thì họ có thể bắt, họ thể sáng được, tức là họ có thể học tập, có thể hiểu được, có thể thực hành được để mà giải thoát giác ngộ.
Vì cái lời thỉnh cầu đó mà Đức Phật mới quyết định truyền giảng giáo pháp. Rồi sau đó thì Ngài mới là quán sát thế gian, Ngài xem coi ai có thể, Ngài có thể bắt đầu giảng được, thì Ngài nhớ tới những vị thầy cũ của Ngài, nhớ ơn, Ngài muốn đi tến giảng, thì khi mà Ngài quán sát thì Ngài thấy các vị đã hoặc qua đời hết rồi. Rồi cuối cùng Ngài mới nhìn lại thì nhớ lại tới những cái năm anh em Kiều Trần Như, là cái những người đồng tu khổ hạnh với Ngài ngày xưa khi mà còn làm Bồ Tát. Thì Ngài mới thấy là họ cũng có cái duyên, thì Ngài mới đi bộ, đi từ từ Bồ Đề Đạo Tràng cho đến vườn Nai, khoảng đi khoảng 2 tháng. Tới đó rồi Ngài mới quá độ năm anh em Kiều Trần Như, Ngài giảng cái bài giảng pháp đầu tiên. Và cái bài giảng đó là ngày đúng vào ngày rằm tháng 6. Chị Nguyên Tuệ còn nhớ chỗ này không? Tức là theo cái lịch đó, thì Ngài đắc đạo vào rằm tháng 4. Mình tính theo âm lịch của Trung Hoa này. Thì Ngài đắc đạo vào rằm tháng 4. Và Ngài đến đúng đến khu vườn Nai và Ngài giảng cái bài pháp đầu tiên là rằm tháng 6. Thành thử ra cái ngày rằm tháng 6, nếu mà mình nhìn theo cái nhìn riêng của chúng tôi đó, quan trọng nhất là chúng mình nhớ đó, đó là cái ngày kỷ niệm ngày chuyển pháp luân, tức là ngày giảng cái bài kinh chuyển pháp luân, ngày giảng đầu tiên. Cái điều đó quan trọng, chúng ta nhớ ghi ơn và có dành thì giờ để mà học lại, ôn lại, tìm hiểu thêm cái về cái bài kinh đó. Bởi vì sau đó rồi thì Ngài lưu lại chỗ đó 3 tháng là an cư kiết hạ. Đúng rồi, Ngài pháp bảo an cư kiết hạ. Hình thử ra rồi dựa theo cái sự tích của bà Visakha trình với Đức Phật, bà xin Đức Phật cho bà cái một cái đặc ân là bà được dâng những tấm y vải để mà tắm mưa, đúng không? Rồi đó là vào mùa mưa Ấn Độ, mà Chư Tăng lúc đó là không có cái y nó choàng che, mỗi lần tắm là phải cởi hết y áo ra coi nó kỳ cục ha. Rồi Ngài bà mới xin phép Đức Phật cho phép bà là có một cái đặc ân là tới cái ngày đó là bà dâng những tấm y đến Chư Tăng ở Kỳ Viên Tinh Xá, và để Chư Tăng dùng cái y tắm mưa để mà tắm ra trong mùa mưa, và từ đó thành ra cái tục lệ ra đầu bắt đầu trước khi mình nhập hạ thì mình có một cái lễ là mình dâng y tắm mưa. Bây giờ thì mình chỉ nhớ là cái ngày rằm tháng 6, sau đó một ngày là bắt đầu mùa nhập an cư, rồi mình tới mình dự lễ, mình trai tăng, rồi mình dân y này nọ, thì cũng là một cái dịp mình nhớ lại cái sự tích đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất theo cái nhìn của chúng tôi là mình phải nên nhớ đó là cái ngày pháp bảo, tức là ngày Đức Phật giảng cái bài kinh đầu tiên, và mình nên dành thì giờ để mà nghiên cứu lại, học lại, tìm hiểu để mà hiểu sâu thôi. Cái đó mới là quan trọng. Ngày rằm tháng 6 là ngày kinh chuyển pháp luân. Anh chị có nắm được chỗ này chứ ha? Và mình cũng như sẵn đây thì cũng nhớ lại cái vị trời đầu có cái công, mà có cái công đến thỉnh cả mời cầu Đức Phật để mà giảng pháp, đó là vị trời ở trong cái cõi trời Phạm Thiên này, Sambhati. Về sau này cũng có một vài bài kinh cũng có ghi ngài Sambhati cũng có tới gặp Đức Phật và cũng xin họ tham vấn nhiều vấn đề khác nữa, chứ không phải chỉ có vấn đề này thôi. Nhưng mà mình nhớ cái đó là được đề cập đầu tiên là sau khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng. Và đối với người Ấn Độ đó thì họ rất là tôn sùng Đại Phạm Thiên, tức là số 14 ở trong này, Great Phật Maha Brahma. Và họ trong cái Ấn Độ giáo họ coi Đại Phạm Thiên giống như là một vị thượng đế. Nhưng mà qua cái nhìn của Phật giáo thì mình nói rằng mặc dầu cái vị đó cũng là có quyền lực, cũng là một cái vị cao, nhưng mà họ cái vị đó có một tuổi thọ rất cao, một tăng kỳ, nhưng mà rồi cũng chết rồi, có thể tái sinh, không biết tái sinh làm cái gì tùy theo cái phước duyên của vị đó, nhưng mà cũng chết, chứ không phải là một vị mà sống đời đời được. Ra cái nhìn của người của một người Phật, của Phật tử là mình cũng đồng ý với người theo đạo Ấn Độ giáo là cũng có Đại Phạm Thiên, chứ không phải là không, nhưng mà không phải sống đời đời được. Rồi cũng phải sanh lão bệnh tử, bởi vì cũng nằm ở trong cái cõi ta bà này thôi. Đó là cái điều. Rồi lên trên nữa thì có những cái vị thiên khác, cái chỉ có đọc thôi. Rồi có những cái tuổi thọ khác nhau, nhưng mà cái tuổi thọ này chúng ta nên ghi nhớ là được ghi lại trong những cái chú giải về sau này, chứ không có ghi lại trong kinh tạng. Và những cái năm cái
cái bậc cao nhất ở trong sắc giới đó, đi từ vô đọa thiên, vô phiền thiên, thiện hiện, thiện kiến và vô song thiên thì gồm lại thì gọi chung nó là ở tịnh cư thiên, tức là một cái giới mà rất là an lạc, trong sạch. Và trong kinh Tạng có đề cập, không có đề cập chi tiết mà có đề cập chung cái tịnh cư thiên thành một nhóm chung, là cái nơi mà vị thánh Bất Lai tái sinh về đó. Một cái vị mà khi mà tu tập, chúng ta nhớ là khi tu tập thì phải qua bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nhập vào cái dòng thánh giải thoát, tức là nhập lưu hay là dự lưu. Cái vị dự lưu là cái bậc thánh đầu tiên thì vẫn còn phải tái sinh luân hồi, tối đa là 7 kiếp nữa. Nhưng mà cái vị đó vẫn còn dục ái, thành thử ra những cái kiếp tái sinh thì các vị tái sinh thì có dục thôi. Nhất Lai, rồi sau đó tới vị Nhất Lai, là vị Nhất Lai là cái vị mà chỉ tái sinh về có dục một lần nữa thôi. Rồi cái bậc thánh thứ ba, bậc thánh thứ ba tức là Bất Lai. Bất Lai ở đây là không có trở về cõi dục, chứ không phải là Bất Lai là không không có luân hồi. Thính pháp có nắm được ở chỗ này. Khi dùng chữ Bất Lai tức là không có trở về cái cõi dục, là cái vị đó sẽ tái sinh vào trong cái cõi tình cư thiên này. Bởi vì vị ấy không còn dục ái nữa, nhưng mà vị ấy vẫn còn sắc ái và vô sắc ái, tình thứ phải tái sinh một lần nữa. Nhưng mà không tái sinh vào cõi dục, bởi vì không có dục ái, thành thứ tái sinh vào sắc giới và cõi trời cao nhất của sắc giới. Và từ đó tu tập thêm một kiếp nữa là đắc quả A-la-hán, tức là quả cuối cao nhất, là không còn tái sinh luân hồi nữa. Chị Nguyên Tuệ có nắm được chỗ này. Đó là tại sao cái vị Bất Lai không tái sinh vào những cái cõi thấp hơn. Là bởi vì vị thánh Bất Lai không còn sắc, không còn dục ái nữa. Đó tái cảnh tịnh cư thiên. Và theo một số các nhà học giả khác thì có thể nói rằng cái cõi này về sau, về sau này những cái tư tưởng phát triển về sau là có thể đồng hóa họ, đồng hóa với lại cái cõi vô lượng thọ và vô lượng quang của A Di Đà. Bởi vì theo cái đó mình thấy rằng trong cái kinh A Di Đà cũng như những cái giải thích về sau này, thì nếu mà mình tụng niệm mà mình nhớ, lúc nào cái tâm mình trong sạch, mình tái sinh một cõi trời mà có ánh sáng vô cùng tận. Ánh sáng rồi vào một có tuổi thọ rất là cao, vô lượng thọ, vô lượng quang, và ở đó thì tiếp tục tu một kiếp đó là xong. Đây là cái sự suy đoán của một số nhà học giả về sau này, về cái phát triển tư tưởng Phật giáo. Và trong cái cõi sắc giới này thì các chị nhìn trong cái cột cuối cùng ở bên tay phải, anh được thấy rất là cuối cùng đó là có những hành giả mà họ khi hành thiền, cái tâm họ định thì tùy theo cái mức định của họ, sơ thiền, tam thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái tâm của họ nó tương đương với lại cái tâm của các vị vị trời ở trong cái cõi trời sắc giới đó. Hoặc là cái vị đó chết đi khi cái tâm còn nhập thiền, hạn cái tâm còn ở trong sơ thiền mà vị đó qua đời thì có thể tái sinh vào trong cái cõi trời từ phạm chúng thiền tới đại phạm thiền. Và nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mình thử cái cột cuối cùng mình thấy. Hoặc là cái vị đó có thể định tới cái mức cao hơn, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng với phi tưởng xứ. Thì cái tâm cái vị đó khi nếu mà vẫn còn sống thì cũng giống như cái tâm của những cái vị thiên ở trong cõi trời vô sắc. Mà nếu cái vị đó chết đi mà khi cái tâm ở trong định trong cái mức đó thì cũng tái sinh về những cái cõi trời đó. Không biết ở đây chỗ này chị Nguyên Tuệ với lại Thính Pháp rồi có nắm được ở chỗ này. Rồi bây giờ sẵn đây thì chúng tôi quên nói hồi nãy, bây giờ mình trở về cái cõi dục giới, cái màu vàng ở phía dưới. Thì nếu mưu thập thiện nghiệp, tức là tâm khẩu ý của mình đều là thiện lành tốt hết, mình sẽ cũng tái sinh, mà không có lên những cõi cao nhưng mà rào những cõi cũng sướng, tức là từ loài người mà tên lên tới cõi tha hóa tự tại thiền. Mình tu thầm thiện nghiệp. Còn nếu mà mình ngược lại, mình làm những cái chuyện bất thiện, chuyện ác, gọi là thập ác nghiệp, là nó tương phản với lại thập thiện nghiệp, là mình tái sinh vào trong cái bốn cõi khổ, địa ngục, thú vật, ngạ quỷ và Atula. Cái điều đó rất quan trọng. Nữ ra mình phải thực tế cái chỗ này. Chỗ này chúng tôi thấy rất là hay, là
Không phải ai mà tu rồi cũng hành thiền rồi nó rồi cái tâm phát ra rồi thành giải thoát giác ngộ được liền. Mình phải biết làm phước, mình phải biết giữ giới, mình phải biết cái giữ gìn tâm thân khẩu ý của mình. Rồi ra cái trên cái con đường tu tập của mình, nếu mà mình không có đa phần chắc chắn là mình không, mình đã có mặt ở đây, tức là mình đã tạo nghiệp nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, mình không thể một đời một kiếp mà làm xong. Nhưng mà mình cố gắng làm sao ít ra cái tiêu chuẩn là làm sao mình tu được thập thiện nghiệp trước. Nếu mình chưa có xong, để ra mình phải mình tái sinh về làm người trở lại, hoặc là tái sinh vào những cõi trời dục giới tương đối có những hoàn cảnh tương đối tốt thuận tiện để mình tiếp tục cái cuộc để mình tiếp tục cái hành trình tu tập của mình. Chứ không thì mình rớt vào cõi khổ là rất là khó khăn, có thể phải ở đó một thời gian rất lâu dài, hoặc là mình tái sinh làm con thú chẳng hạn. Nhiều khi mình tu rồi mình không có nghĩ là mình tái sinh về làm con thú đâu, mình chỉ tưởng là lúc nào mình cũng làm người hết, kiếp sau cũng làm người, hoặc là cái kiếp trước mình cũng là người cũng chưa chắc. Có thể những kiếp trước mình là thú đây, mình không biết là quỷ là ma. Rồi những cái cõi tiếp là mình cũng có thể là mấy quỷ là ma, là Atula, nếu mình giữ mình cái tâm này cũng là cũng sân hận, lúc nào cũng gây gỗ, lúc nào cũng sân si, rồi tranh đua với người này người kia, chê bai người này người nọ, phải coi chuyện cái đó cái tâm đó là cái tâm của Atula. Nếu mà cái tâm mình nó quen như vậy rồi thì là khi mình chết đi là tái sinh vào trong cái cảnh Atula đó. Nên ra nó quan trọng, mà quan trọng là phải giữ gìn cái tâm ý, thân khẩu ý của mình. Thì đó là bây giờ chúng tôi chỉ có cách vắn tắt như vậy. Nhưng mà để tóm lại, chúng ta thấy rằng theo cái nhìn của Phật giáo, có ba cái cõi lớn là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng mà muốn rắc được cũng khó lắm đây nhất. Rồi trong cái dục giới thì mình nhớ, mình chỉ cần nhớ là cái loài người của mình thấp hơn Atula, ngạ quỷ, thú vật, địa ngục. Và trên nữa thì có tứ đại thiên vương, đau lại thương, dạ ma, đau xuất quá lạc, tha quá tự tại. Không nhớ hết, nhưng mà chỉ nhớ sơ sơ như vậy. Không biết còn nghe rõ mà. Nghe cho anh chị có đợi tôi chút xíu ha. Xin lỗi kinh chị, giờ có nghe lại chưa? Hello. Dạ cảm ơn Giang Nhất Hà. Đang có điện thoại bên Mỹ gọi qua. Bên này là 7 giờ sáng, bên Mỹ thì 7 giờ chiều. Để nhiều khi những người ở bên Mỹ họ không có biết giờ giấc, họ tưởng lúc nào cũng là bên chiều hết rồi gọi. Nhiều khi mình đó cũng là một cái mình hiểu. Khi mình liên lạc với nhau qua phương tiện truyền thông ấy, mình phải hiểu cái giờ giấc của cái người đối tác của mình như thế nào. Mình ở đây là mình thấy là buổi sáng, nhưng khi là ở bên kia hoặc là bên Mỹ là buổi chiều, còn ở bên Pháp, Âu Châu là qua nửa đêm rồi. Đó là cái điều mà mình cũng cần phải biết, cái thông cảm để ý để mà mình liên lạc, chỉ trừ phi chuyện cần thiết. Bây giờ thì trở lại vấn đề ở đây, chúng tôi muốn nói là mình không cần phải nhớ hết. Mình chỉ nhớ là có ba cái giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta đang ở dục giới. Cái tâm của mình, cái tâm mình như thế nào thì ngay lúc đó cái trạng thái của mình có thể sống giống như là cái chúng sinh ở trong cái cõi giới đó. Và để cho dễ hiểu hơn, thế ngạc chẳng hạn như bây giờ cái tâm mình là tham sân si. Khi mà mình có cái tham, mình muốn này muốn kia không được thì mình sống như là ngạ quỷ hay là những cái hồn ma. Hồn ma thì ra mình chết mà để ý cái chỗ này, những cái hồn ma là những người cái tâm tham họ mạnh, họ vẫn còn khi họ chết là họ không có tái sinh được, lẫn quẩn mà không bao giờ thỏa mãn, sống như là ngạ quỷ. Ở đây thì giống như là ma chứ không phải là quỷ đâu.
Hungry ghost là những quỷ đói. Đói ở đây không phải là đói về vật chất, mà đói về tinh thần, muốn này muốn kia, lúc nào cũng muốn mà không có thỏa mãn. Thì lúc đó cái tâm của mình, cái tâm của cái chúng sinh đó giống như là cái tâm của ngạ quỷ. Hoặc là mình cảm thấy lúc nào mình cũng muốn gây gấn, cũng tìm chuyện gây này kia, chỉ trích phê bình này nọ, mình lúc nào cũng nhìn vào cái nhìn tiêu cực, nhìn cái xấu của người khác thôi. Thì lúc đó là mình sống như là một cái loài Atula, cái tâm của mình. Hoặc là mình cảm thấy khổ sở, bức rứt, không có hiểu được cái gì, lờ mờ, thì lúc đó mình sống như loài thú vật. Hoặc là mình sống như là cái khổ hơn nữa là sống như ở địa ngục. Cái tâm của mình, mặc dù cái thân xác mình là người. Hoặc khi mà mình sống, cái tâm mình quảng đại, có từ bi, hỷ, xả, thì lúc đó mình sống như là một cái chúng sinh ở trong cái cõi trời Phạm Thiên. Nếu mình nhìn như vậy thì mình thấy là mình tái sinh luân hồi tức khắc liên tục từng sát na một, chứ không phải đợi tới chết rồi mới tái sinh. Chết chỉ là một cái hiện tượng thôi. Nếu mình nhìn kỹ như vậy, bởi vì cái thức mình vẫn còn là vẫn vẫn đi tái sinh, là vẫn luân hồi như vậy. Là cái tâm của mình nó quan trọng hơn ở chỗ đó. Thì đó là cái nhìn của chúng tôi. Nhiều khi chúng tôi không có quan tâm lắm về làm sao mình thấy được loài người trời, người chư thiên ở Phạm Thiên, hay là ở Đao Lợi, ở Đâu Xuất vậy kia, hoặc là này. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng mình giữ gìn cái tâm mình ngay trong bây giờ, trong cái thời điểm này thì mới là quan trọng. Cái điều đó. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Chúng ta đưa ra cái link này. Cái hình này cũng là chúng ta lấy ở trong internet mà rất hay, chúng ta sửa là từ tiếng Anh sửa thành tiếng Việt. Mà bây giờ cũng mất tiêu cái bản gốc rồi, không biết nằm ở đâu, có nhiều người muốn in lại, muốn có một cái bản rõ hơn mà chúng ta tìm chưa có ra. Nhưng mà cái hình này là tương đối hay. Tức là theo cái quan niệm của người Ấn Độ ngày xưa đó, cái thế giới mình đang ở nó giống như cái gì á, người Ấn Độ ngày xưa chưa có biết được, hay là chưa có khám phá được cái quả địa cầu là hình cầu, trái đất của mình hình cầu. Nhưng mà xem như là mình là một cái dĩa tròn, cái dĩa phẳng, cái đĩa tròn. Nó đầy nước hết á, nước tức là biển. Rồi ngay cái trung tâm đó là có một cái hòn núi, một cái hòn đảo, có cái núi rất cao, đó là núi Tu Di. Các chị cũng có thấy chỗ này không? Núi Tu Di. Rồi trên đó thì mình có Đông Tây Nam Bắc. Đông Tây Nam Bắc có bốn cái châu tất cả. Phía Bắc có Bắc Câu Lưu Châu, với Đông Thắng Thần Châu, có Diêm Phù Đề, có Tây Ngưu Quá Châu. Đó là bốn châu nằm chung quanh. Rồi trở lại vấn đề đây là cái chính giữa là cái núi Tu Di á, thì chung quanh có những cái hòn đảo, đảo vàng, những chung quanh như vậy. Rồi cái ra tới biển, rồi cái rìa cái gì đó thì là những cái hòn núi, những con đảo đều chặn, không có nước chảy ra ngoài. Đó là cái nhìn mình phải làm quen như vậy đó, khi mình đọc tiếng là mình hiểu được thế nào. Và loài người chúng ta thì nằm trong cái châu ở miền Nam gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, và tiếng Ấn Độ thì gọi là Champudipa. Dipa tức là đảo, Champu là cây champu. Và tiếng Tàu âm ra là Diêm Phù Đề. Đôi khi mình thấy được cái chữ Diêm Phù Đề hoặc là cái cõi Nam Thiệm Bộ Châu, thì nói như vậy thì mình biết đó là cái giống như trái đất của mình bây giờ, tức là cái cõi đó loài người mình đang sống. Đó là như vậy. Bây giờ mình nhìn lại theo cái hướng mà có cái chiều sâu á, thì mình thấy cái hình mà chúng tôi chỉ ở bên phải là mình thấy người Ấn Độ họ coi như vậy. Tức là nó có đất, có nước, có biển, dưới nữa là không khí hay là cái khoảng không gian, khoảng không. Rồi phía dưới nữa là có những cái tầng địa ngục mà nóng thật nóng hoặc địa ngục thật là lạnh. Đó là địa ngục nhiệt và địa ngục hàn. Và loài người, loài thú Atula ngạ quỷ là mình sống ở trên cái đĩa này. Sống ở trên đĩa này, sống chung với nhau. Như chúng tôi nói là thật sự tới bây giờ thì mình chỉ biết người với thú thôi. Thỉnh thoảng thì mình cũng có cảm nhận có những cái hồn ma, có những người hồi đó họ thấy được ma, hoặc là cảm nhận có những cái loài ngạ quỷ, những cái loài Atula tới phá mình.
Nhiều khi mình thấy có những cái như mình sợ, cái nhìn của mình đó, mình thấy có những con ma hiền và những con ma dữ. Những ma dữ tức là Atula. Nhưng mà đa phần mình không thấy đâu, chỉ nghe đồ hoặc là đọc sách vở thôi. Rồi chư thiên ở cõi trời dục giới thì sống trên cái núi Tu Di đó, từ thấp đến cao, từ chân núi tới đỉnh núi. Cao nhất là cái cõi trời Tam Thập Tiên. Rồi có một số chư thiên mới lên trên nữa, tầng trên ở những cái tầng sắc giới, rồi cuối cùng tầng vô sắc giới. Đó là cái nhìn của về vũ trụ, về cái thế giới của người Ấn Độ thời xưa. Và cái ảnh hưởng này cũng bàn bạc cả Á Châu, qua cả bên Trung Hoa nữa. Vậy sau này thì khi mà người Tàu họ hấp thu được một số kinh điển của Ấn Độ thì họ cũng chấp nhận cái một phần cái quan niệm đó. Thì đây là cái hình vẽ mà tóm được để mình hiểu sơ về cái khái niệm về vũ trụ của người Ấn Độ thời xưa. Và cái khái niệm này cũng nằm ở trong, cũng có ảnh hưởng vào trong cái tư duy của người Việt Nam mình, cũng phải không? Mình nói chuyện về ngạ quỷ rồi này kia, hoặc là cõi trời này nè, mình thấy đặc khi nó cũng bàn bạc ở trong cái tư duy của người Việt Nam mình, cái văn hóa của Việt Nam. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Và không phải chỉ có một cái hệ thống thế giới đó thôi. Mình nhớ cái chỗ này, cái chỗ này là cái chỗ mà ít có người để ý. Đó chỉ là một cách diễn tả thôi, nhưng mà có nhiều cái thế giới tương tự như vậy. Mà trong kinh điển cũng có nói đó là những cái tiểu, một ngàn cái thế giới như vậy, là một tiểu thiên thế giới, là một ngàn, có một ngàn là trung thiên, là thêm một ngàn nữa, tức là mười lũy thừa chính đó, thì là đại thiên thế giới, tức là nó rất là nhiều, gọi là hằng hà sa số. Nên ra mình nhớ như vậy. Và từ đó mình có thể suy diễn thêm, cái này không có nói rõ ràng trong kinh điển cũng như, nhưng mà mình phải hiểu là không phải chỉ có duy nhất cái thế giới loài người ở đây, mà có nhiều cái thế giới loài người tương tự như vậy. Chị Nguyên Tệ có nắm được chỗ này không? Không phải chỉ có mình ở đây là chỉ có một cái núi Tu Di ở đây, tức là mình có cái núi Tu Di, có cái Nam Thiện Bộ Châu, có loài người là chỉ nằm trong một thế giới thôi, nhưng mà có hằng hà sa số những cái thế giới như vậy, tiểu thiên, trung thiên, đại thiên. Trong sách, kinh sách có nói cái nói về cái cụm từ đó, cụm từ là, tức là mình nói hằng hà sa số. Người Ấn Độ ngày xưa họ tạo toán họ cũng giỏi, họ biết, họ nói là một, nhưng mà họ không có nói lũy thừa, họ nói một ngàn cái thế giới như vậy là một tiểu thiên, rồi một ngàn cái một ngàn, tức là mười lũy thừa sáu, tức là triệu đó, tức là trung thiên, rồi một ngàn của trung thiên, tức là một tỷ. Đó, mình phải nhiều cái thế giới như vậy. Và không phải chỉ có cái thế giới này là có loài người thôi, những cái thế giới khác nó cũng tương tự như mình, có thời loài người. Mà từ đó thì chúng tôi mới, một cái cách đây cũng nhiều năm rồi, chúng tôi mới suy tư. Có một cái mời các anh chị đi qua cái hình tiếp. Chúng tôi mới suy tư rồi mới thấy rằng một cái đêm đó chúng tôi ở trong tỉnh tu ở rừng, ở tu viện Sabantha, đi ra ngoài nhìn lên trời thấy hằng hà sa số những ngôi sao như vậy. Chúng tôi có cái may mắn ở xứ Úc là không bị ô nhiễm không khí. Những cái đêm nào mà không có mưa mà trời sáng lắm, mình ra mà thấy hằng hà sa số những cái ngôi sao như vậy. Và theo cái gì mình biết là mỗi ngôi sao như vậy là một hệ mặt trời, không phải hằng hà sa số những ngôi sao, hằng hà sa số những cái hệ mặt trời như vậy. Đây Gia Giác Khà có thấy được chỗ này không? Mình nhìn lên mình thấy được như vậy. Và bây giờ mình không nhìn được, mình nhìn cái hình người ta chụp, mình thấy được như vậy đó, bao la vô cùng. Và bây giờ mình trở lại cái hiểu của mình bây giờ, dựa theo những cái gì mà khoa học đã tìm thấy, và những cái loại thiên văn học, và những cái có phi thuyền, hoặc là những cái kính viễn vọng để nhìn xa này nọ, thì mình thấy chẳng hạn như lấy một cái hệ mặt trời của mình thôi, thì trong mặt trời có nhiều cái hành tinh, có sao thủy, sao kim, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, vân vân. Có hành tinh, anh Dũng thấy chỗ này không? Trong đó có trái đất của mình. Rồi trái đất này thì có đủ điều kiện, có nhiệt độ, oxygen này kia, nước này nọ, đủ điều kiện để con người mình sống. Thành ra trong một cái hệ mặt trời thì có một trái đất, và trong cái trái đất đó là có đủ điều kiện để cho cái loài người mình sống được. Và mình nhớ là đây chỉ là một mặt trời thôi. Khi mình nhìn lên trời có hằng hà sa số mặt trời, hằng hà sa số ngôi sao. Giờ Giác Hà có nắm được chỗ nào? Có nghĩa là
trong những cái ngôi sao khác, những cái mặt trời khác cũng có những cái trái đất, và những cái trái đất đó cũng có loài người chứ không phải là không, hoặc là một cái loài gì đó mà cũng tương tự như loài người, chúng ta cũng có cái tâm, cái thân, cái sự suy nghĩ như mình chứ không phải là không. Mặc dù sao mình không có liên lạc được, nhưng mà mình suy diễn mình thấy rõ ràng như vậy. Chứ không phải chỉ có mình ở đây là duy nhất ở trong vũ trụ này là loài người thôi. Có nhiều cái loài người khác nữa, theo những cái hệ mặt trời khác nữa. Không biết anh Dũng có nắm được cái chỗ, cái tư duy của tôi không? Khi mình nhìn như vậy mình thấy. Và khoa học càng nay họ cũng đồng ý như vậy. Mặc dù chưa có liên lạc được, nhưng mà họ cũng tin tưởng rằng có những cái chúng sinh có đầy đủ trí óc thông minh như mình, sống trong những cái hệ mặt trời khác. Rồi từ đó mình quay trở lại cái quan niệm của người Ấn Độ. Rồi mình thấy mới phục cái người Ấn Độ. Tức là 2600 năm trước họ không có cái phương tiện khoa học nào hết. Họ chỉ dùng cái trí tuệ của họ thôi mà họ đã suy nghĩ được những cái chuyện đó. Bây giờ mình trở lại đây, cái hình này là cái hình mình tổng hợp lại. Rất là quan trọng. Không biết các anh chị có vào được cái hình này không? Hình, đó, anh Dũng có vào được cái hình này. Tức là bây giờ mình trở lại đây mình thấy, hồi nãy chúng tôi nói về cái thế giới, hằng hà sa số thế giới. Không phải chỉ có một thế giới thôi. Rồi bây giờ như vậy thì nó cũng tương tự là mình cũng có hằng hà sa số cái hệ mặt trời. Cái chỗ này các anh chị có vào được cái hình này. Tương đối, Giang Nhất Hà có thấy được, Ngọc Thanh có thấy được chỗ này không? Khi mình nhìn như vậy rồi thì mình thấy không phải chỉ có một cái loài người mình thôi. Và như vậy thì mỗi một cái thế giới như vậy sẽ có một vị Phật, hay là đã có một vị Phật đang giảng ở đó. Ra từ đó mà mình thấy rõ là về sau này, trong cái hệ phát triển tư tưởng của Phật giáo, tức là trong những kinh sách Đại Thừa, họ nói có nhiều vị Phật. Họ không nói chỉ có một vị Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Thì đó, từ đó mà chúng tôi mới suy nghĩ, tôi nghĩ rằng có lẽ là họ muốn nói về những cái vị Phật ở những cái thế giới khác, chứ không phải cái trên trái đất này. Bởi vì theo cái nhìn của tôi, cũng như cái hiểu biết về cái cấu tạo lịch sử của trái đất của chúng ta, là chỉ có một vị Phật thôi. Mình có thấy rõ ràng là có chứng tích ghi lại rõ ràng. Còn những vị khác là mình thấy trong kinh điển mà không có chứng tích nào hết. Thì có lẽ đó là các vị ngày xưa khi mà phát triển cái tư tưởng và viết xuất thành những kinh điển Đại Thừa là có ý muốn nhắm đến nói về những vị Phật ở những cái thế giới khác, ở trong cái vũ trụ của chúng ta. Và mình thấy được như vậy thì mình thấy được cái sự đồng nhất. Và nó có nhiều cái hệ quả khác nhau. Một trong những hệ quả đó khác là mình không có nghe lo sợ về vấn đề phải ở tận thế. Nếu mà cái trái đất này nó bị một cái ông nào đó ông bấm nút là ông nổ cái bom hạt nhân, bom nguyên tử làm nổ tung cái trái đất này đi thì cũng không sao. Rồi mình sẽ tái sinh vào những cái thế giới khác cũng tương tự như vậy, cũng có những trái đất rồi cũng có loài người mình sống. Rồi mình cứ tiếp tục tu rồi, nếu mình không tu thì nó cứ luân hồi mãi mãi rồi. Mình không có sợ, mình không có bi quan về vấn đề mạt pháp. Nếu mà cái mạt pháp là cái giáo pháp không còn lưu hành, không còn ai hiểu ở thế này đâu. Nếu mà mình vẫn tiếp tục tu tập, mình chết đi thì mình phải tái sinh vào những cái hệ mặt trời khác. Rồi có những cái vị Phật hay là có những kinh điển trong những cái hệ mặt trời đó để mình tiếp tục cái con đường của mình. Không có cái gì phải sợ. Cái quan trọng là mình tu ngay từ bây giờ, mình đi, mình tu tập từ bây giờ thì cái đó mới quan trọng. Còn tương lai như thế nào thì mình không có nên lo sợ. Không cần phải bàn nhiều. Không biết chị Ngọc Hân có nắm được cái này. Đó là cái điều thứ nhất mà mình thấy được như vậy. Cái thứ hai nữa là mình có thể hiểu được bâng khuâng tại sao con người càng ngày càng đông. Ở đâu mà ra, nếu mà mình tin sợ cái tái sinh thì ở đâu mà ra mà đông dữ vậy, càng ngày càng đông. Thì một trong những lý do mình có thể giải thích là có thể là những cái con người đó là những chúng sinh từ những cái hệ mặt trời khác tái sinh về đây. Cũng như là khi mình chết đi thì mình cũng có thể là mình tái sinh vào trong những cái hệ mặt trời khác, chứ không nhất thiết phải tái sinh vào trong cái địa cầu duy nhất này. Ra cái vấn đề mà dân số mà gia tăng hay là thấp đi là chuyện không có cần phải thắc mắc nhiều. Rất là đơn giản chứ không có gì thắc mắc. Thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ như vậy. Bây giờ thì chúng tôi trở về cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Xin đọc tiếp. Phần thứ hai là phần kinh văn, kinh Phạm Chí Đại Nhiên.
do Hòa Thượng Tích Tuệ Sĩ dịch, và chúng tôi tạm thời hiệu đính lại theo cái bản dịch của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Và mời các anh chị trở về cái trang 91. Trích đoạn: Một vị tỳ khưu đến gặp tôn giả Sariputta và thưa rằng: Bạch tôn giả Xá Lợi Phất, Bà La Môn Đà Nhiên thường đến thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe Pháp, nhưng nay không được khỏe mạnh, khí lực dần dần suy yếu. Hiện thời Bà La Môn Đà Nhiên mang tật bệnh rất khốn khổ, rất nguy hiểm và có thể mệnh chung. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe xong lời ấy, liền xếp y ôm bát rời Nam Sơn ra đi ở núi miền Nam, đến thành Vương Xá. Thì cái câu chuyện này là ở gần cái thành Vương Xá mà chúng ta bây giờ ở gần Nalanda, bởi vì cái quê quán là của Ngài Xá Lợi Phất là ở gần cái phu Nalanda. Trú ở Trúc Lâm, vườn Kalanda, vườn các con sóc. Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, tôn giả Xá Lợi Phất khoác y ôm bát đi đến nhà Bà La Môn Đà Nhiên. Bà La Môn Đà Nhiên từ xa trông thấy tôn giả Xá Lợi Phất đi đến, muốn rời giường đứng dậy. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy Bà La Môn Đà Nhiên muốn rời giường đứng dậy, liền ngăn ông ấy rằng: Này Bà La Môn Đà Nhiên, ông cứ nằm, đừng đứng dậy. Đã có giường khác đây, tôi sẽ ngồi riêng. Gọi là ông này ông bệnh nặng lắm rồi, nhưng ông thấy Ngài Xá Lợi Phất tới thì ông muốn ngồi dậy để chào, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất nói: Thôi ông đừng có ngồi dậy, ông cứ nằm lại đi. Thì có lẽ kế bên cũng có một cái giường khác, thành ra là Ngài sẽ ngồi cái giường đó để mà nói chuyện với ông bà Đà La Nhiên. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất ngồi xuống giường ấy, sau khi ngồi nói rằng: Hôm nay bệnh tình của ông ra sao, ăn uống được nhiều hay ít, cơn đau giảm dần không đến nỗi tăng thêm chăng? Đà Nhiên trả lời: Bệnh tình con rất là khốn đốn, ăn uống chẳng được gì cả, đau đớn chỉ tăng thêm mà không thấy giảm bớt. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, giống như người lực sĩ lấy con dao bén nhọn chẻ vào đầu, chỉ sinh thêm khốn khổ quá mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như lực sĩ lấy sợi dây thừng quấn chặt chung quanh đầu, chỉ sinh thêm khốn khổ quá mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như người mổ bò lấy con dao bén mổ bụng bò, chỉ sinh thêm đau đớn quá mức. Bụng con hôm nay cũng quặn đau giống như vậy. Thưa tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như hai lực sĩ bắt một người ốm yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ sinh thêm đau khổ đến cùng cực. Thân thể con hôm nay đau đớn như thế, khổ sở sinh ra trên cả thân xác, chỉ tăng thêm mà không giảm bớt. Thì cái câu này là cái câu rất là chuẩn, chúng ta nghe nhiều lần rồi. Nếu các anh chị có theo dõi những cái bài học loạt bài nói chuyện của chúng tôi, mô tả cái đau của người bệnh như thế nào mà mình thấy như vậy, là thấy đau ghê lắm. Bởi vì chúng tôi đã từng bị nhức đầu, ai mà bị nhức đầu rồi cũng hiểu được như này. Hoặc là chúng tôi từng bị đau bụng, cái dạ dày, cái bao tử không làm việc, rồi cái ruột cũng không làm việc, nó đau ghê lắm, đau đủ thứ. Hoặc là bị cúm, mình nhức xương, trời nó nhức mỏi, nó đau trong thấu xương, nó đau thấu xương. Đây là cái cách mà diễn tả của người xưa, mình thấy rất là hay, tức là đau đau đớn nặng ghê lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Này Đà Nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết mà ông trả lời. Này Bà La Môn Đà Nhiên, địa ngục và súc sinh nơi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời: Súc sinh là tốt đẹp hơn. Tức là bây giờ tôn giả mới hướng dẫn ông Đà La Nhiên đi từ từ, đi từ thấp, từ cái cõi khổ nhất là địa ngục, lên cao, lên từ từ, những cái cõi bớt khổ hơn là tới cõi sướng, để ông ta hướng về những cái cõi sướng, những cái cõi mà tương đối sung sướng hơn. Tôn giả Đà La Nhiên trả lời: Súc sinh là tốt đẹp hơn là, và tương đối tốt hơn là địa ngục. Tôn giả lại hỏi: Này Đà La Nhiên, súc sinh và ngạ quỷ loài nào tốt đẹp hơn? Đà La Nhiên trả lời: Ngạ quỷ là tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi: Này Đà La Nhiên, ngạ quỷ là và loài người loài nào tốt đẹp hơn? Đà La Nhiên trả lời: Loài người tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi: Này Đà La Nhiên, cõi người và tứ vương thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Tứ vương thiên là cõi trời có bốn vị vua đó. Và về sau này mình thấy đa số những cái chùa thường thường là có một cái hình thể giống như là bốn góc, bốn vị vua, bởi vì họ coi như có vị đó cũng có cảm tình, cũng là Phật tử hay xuống để mà bảo vệ chư tăng. Có hình của các vị tứ vương thiên đó trong những cái chùa này.
Đà Đại Viên trả lời, Tứ Vương Thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi, này Đại Viên, Tứ Vương Thiên và Tam Thập Tam Thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đại Viên trả lời, Tam Thập Tam Thiên là cõi trời tốt đẹp hơn. Tam Thập Tam tức là 33 vị trời, cái cõi đó có 33 vị tất cả. Tam Thập Tam Thiên với Diệm Ma Thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đại Viên trả lời, Diệm Ma Thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi, này Đại Viên, Diệm Ma Thiên với Đâu Xuất Đà Thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đại Viên trả lời, Đâu Xuất Đà Thiên tốt đẹp hơn. Tusita là Đâu Xuất Đà. Tôn giả lại hỏi, này Đại Viên, Đâu Xuất Đà Thiên với Quá Lạc Thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đại Viên trả lời, Quá Lạc Thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi, này Đại Viên, Tha Quá Tự Tại Thiên với Phạm Thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đại Viên trả lời, Phạm Thiên là tốt đẹp hơn. Phạm Thiên là tối thắng, Phạm Thiên là bắt đầu đi vào cái cõi cõi sắc giới rồi, rời khỏi dục giới sang cõi sắc giới. Rồi bây giờ ông mới nói, ngài Sa Lợi Phất mới nói cái chỗ này quan trọng. Này Đại Nhiên, Đức Thế Tông là bậc trí kiến, là Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, có nói về bốn phạm trú. Bốn phạm trú tức là bốn cái nơi mà Phạm Thiên trú ẩn ở. Nếu một thiện gia nam tử hay một thiện gia nữ tử nào tu tập bốn phạm trú ấy, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân quả mạng chung sẽ sinh về cõi Phạm Thiên. Những gì là bốn? Bây giờ tới đây thì ông ngừng. Thì mới nói rằng, tại vì cái người Ấn Độ thời xưa là họ mặc dù họ biết có nhiều cõi trời, nhưng cái cõi trời mà họ tôn sùng nhất là cái cõi trời Phạm Thiên như chúng tôi nói hồi nãy. Thì bây giờ Đức Phật cũng có nói, đó là nếu mà một thiện nam tử hoặc thiện gia nữ tử, tức là một người nam hay người nữ cư sĩ nào mà tu tập bốn cái phạm trú này, có từ bi hỷ xả, thì khi mà họ chết trong cái tâm như vậy, một trong bốn cái tâm đó, thì họ sẽ được tái sinh về cõi trời Phạm Thiên. Thì rất là quan trọng. Này Đại Nhiên, vị thánh đệ tử Đa Văn có tâm câu hữu với từ. Nó tâm là nó được dính mắc với, lúc nào nó cũng có cái lòng từ ở trong đó, đau trùng. Biến bản một phương thành tựu và an trụ, cũng vậy với phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương thượng và hạ, thấu khắp tất cả. Với tâm câu hữu với từ, không kết, không quán, không sân hận, không não hại, bao la bản đại vô lượng khéo tu tập, biến bản khắp cả thế gian thành tựu và an trụ. Tức là ở đây nói về cái cách tu tập của mình, từ bi hỷ xả. Mình làm sao mà các anh chị nào đã từng giữ những khóa thiền, có biết thiền sư thường hướng dẫn là mình làm sao mình bắt đầu là mình có cái lòng từ bi, lòng từ với mình, rồi cái mình truyền ra, truyền theo cái phương hướng đông tây nam bắc, phía trên phía dưới, đầy đủ tất cả, không có phân biệt. Cái tâm mình như vậy, không quán, không sân hận, không có hại ai, bao la quảng đại, thì lúc đó cái tâm của gọi là cái tâm tâm từ vô lượng. Và cũng tương tự như vậy, đó là cái tâm từ, là cái lòng thương yêu. Đức Phật có nhấn mạnh là thương yêu làm sao mà nhất, giống như là cái trạng thái của một bà mẹ, bà thương con mà bà chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Cái điều này chắc có lẽ là mấy cô mấy chị hiểu rõ những cái lòng từ với lòng thương yêu. Nhưng mà mình nhớ là có nhiều đứa con, nhiều khi mình chia sẻ, nhưng bây giờ mình chỉ có một đứa con duy nhất thôi. Cái tình thương yêu của mình dành cho cái đứa con đó như thế nào, thì mình làm sao cái tâm thương yêu của mình, cái tâm từ của mình đối với tất cả những người khác, mọi phương hướng cũng phải như vậy, phải rộng lớn như vậy, thì mới gọi là tâm từ. Rồi thêm nữa là tới nữa là cái tâm bi, tức là mình phải thông cảm sự khổ, cái nỗi đau khổ của người khác. Mình biết thông cảm, mình thấy họ đau khổ, mình sanh làm xúc động, mình hiểu rõ được cái thông cảm được cái sự đau khổ của người khác, không phải chỉ thương yêu thôi. Tình thử ra trong cái cụm từ, cái này là đặc biệt là của văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam, khi mà thâm nhập cái đạo Phật vào trong cái văn hóa của mình thì dùng ghép chung là từ bi, tức là vừa từ mà vừa bi, rất là hay. Trong khi đó thì Metta Karuna thì chúng tôi thấy người Thái ít có nói, họ chỉ nói Metta nhiều hơn. Hoặc là chúng tôi tiếp xúc với một số những Phật tử ở Sri Lanka, Miến Điện, phân biệt rõ ràng. Với người Việt và người Hoa, hoặc là nói về văn hóa Đông Á, tức là người Đại Hàn cũng người Nhật Bản luôn, mình gộp chung là từ bi, phải đi chung vậy nha. Bởi vì có thông cảm với người khác mới thương yêu, có thương yêu, muốn được thương yêu là phải biết thông cảm. Đó là từ bi đi chung với nhau. Rồi tới tâm hỷ cũng phải làm như vậy. Tâm hỷ là cái tâm mình hoan hỷ, mình vui, mình chia sẻ cái vui
về cái sự sung sướng vì từ sự thành công của người khác. Cái điều này rất khó, bởi vì mình lúc nào cái tâm mình, cái tâm ganh tị nó mạnh lắm, mình không ghen ganh ghét của mình nó mạnh lắm, khó bỏ. Tôi còn nhớ hồi xưa có một vị thiền sư có nói, mình nói về từ, về bi dễ, nhưng mà khi mình nói về hỷ, nhiều khi mình coi thường, mà thật sự rất là khó tu tập. Không biết cái chỗ này chị Nguyên Tuệ có thấy được chỗ này, cái điểm tế gì ở chỗ này. Mình thấy người ta mà sướng hơn mình, đẹp hơn mình, giàu hơn mình, giỏi hơn mình, tự nhiên mình có cái mặc cảm. Tự nhiên mình nhìn kỹ là cái tâm mình. Mình thay vì mình hoan hỷ, mình nói cái miệng là mình hoan hỷ, nhưng mà thật ra nhìn kỹ cái tâm của mình không có quan hệ đâu. Cái bản thân của chúng tôi mà cũng phải canh chừng hoài. Thành ra mình thấy cái vị thiền sư nói rất hay, cái tâm hỷ khó làm lắm. Nhưng mà phải tập, mình phải tập có cái sự quan hệ đó. Rồi cuối cùng cái tâm khó hơn nữa là tâm xả. Mặc dù mình thương, mình thấy xót thương, mình hiểu được cái sự đau khổ của người khác hoặc cái sự sung sướng của người khác, nhưng mà phải giữ cái tâm mình quân bình. Cái tâm xả cũng là rất là khó. Mà phải có tâm xả thì mới có thể mình làm quân bình được từ bi và hỷ. Thành thử ra phải có đầy đủ từ bi hỷ xả là vậy. Này đại nhiên, đó là Đức Thế Tôn bậc Tri Kiến là Như Lai vô sở trước có nói về bốn phạm trú. Nếu một thiện gia nam tử hay một thiện gia tử nào tu tập bốn phạm trú ấy, đoạn dục, xả niệm, tưởng về dục, khi thân ngoại mạng chung sẽ sinh lên cõi phạm thiên. Là mình phải tập từ bi hỷ xả ngay từ bây giờ, cũng có cái lợi cho mình là tiếp tục cái con đường tạo phước, rồi mình tạo những cái điều kiện tốt để mình tái sinh vào những cái cõi trời, những cái cõi tương đối đầy đủ thuận tiện để mình tiếp tục cuộc đời tu tập của mình. Sau khi giáo hóa cho Đà Nhiên về pháp tái sinh vào cõi phạm thiên, Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Tôn giả Xá Lợi Phất rời khỏi thành Vương Xá, chưa đến Trúc Lâm vườn Kalanda, đang trên nửa đường ấy, Bà La Môn Đà Nhiên do tu tập bốn phạm trú, đoạn dục, xả niệm tướng về dục, thân ngoại mệnh chung, sinh lên cõi phạm thiên. Thì đó là một câu chuyện thôi. Thật sự ra cái ý nghĩa là mình làm sao mình tu tập được cái bốn cái tâm quảng đại đó. Và như chúng tôi trình bày hồi nãy thì không cần phải tái sinh, nhưng mà khi mình tu tập được như vậy thì ngay trong cái lúc đó, mà ngay lúc mà mình giữ được một trong bốn cái tâm đó, thì cái trạng thái của mình ngay lúc đó, mặc dù mình vẫn còn là thân xác con người, nhưng mà cái trạng thái lúc đó là mình sống như là trong một phạm thiên. Hoặc là mình gần những cái người nào, những cái vị nào mà họ vị đó có được một trong bốn cái tâm đó, thì mình thấy mát mẻ vô cùng. Mặc dù cái vị đó không cần nói ra, nhưng mà cái thần khí của cái vị đó, thần sắc của cái vị đó, mình thấy gần cái mình tin tưởng mình có một cái sự an vui liền. Nó lạ lùng, nó không biết các anh chị có cái cảm nhận như vậy không. Chúng tôi thường đôi khi cũng có cái phước duyên gặp một vài vị tu sĩ như vậy. Mình đến gần thôi, các vị chỉ cười hoặc là hỏi một vài câu thôi, nhưng mà mình thấy gần đó, mình thấy mình yên tâm vô cùng, mình thấy mình hạnh phúc và thấy mình an tâm ghê lắm. Đó là cái thần sắc của cái vị đó có đủ từ bi hỷ xả, mình thấy được như vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần thảo luận. Sau đoạn kinh nói về cái chết của Dhananjani, bài kinh trong Trung A Hàm và Trung Bộ tiếp tục khi Đức Phật biết tin như thế, đã nói với Ngài Sariputta rằng nếu được tiếp tục hướng dẫn, ông Dhananjani có khả năng tái sinh vào những cõi cao hơn. Hiển nhiên là Ngài Sariputta đã không nhận ra điều này và do đó chỉ hướng dẫn ông ta đến cõi trời Phạm Thiên mà Bà La Môn Dhananjani ước muốn cũng như nhiều Bà La Môn khác. Đây là phản ảnh một thái độ cơ bản là tôn trọng các ý muốn và khuynh hướng của bệnh nhân và cố gắng đáp ứng trong khả năng tốt nhất của mình. Thì Đức Phật có nói, không có ghi trong bài, nhưng mà có nói trong bài kinh, anh chị có thể đọc cho hết. Là Đức Phật nói rằng nếu mà ông nói, Đức Phật nói sau khi mà biết được ông Đà Nhiên ông chết rồi, thì Đức Phật ông tái sinh vào trong cõi trời Phạm Thiên, thì Đức Phật nói rằng ông Sariputta nếu mà ông chịu khó hướng dẫn thêm nữa thì có thể tái sinh vào những cõi cao hơn. Nhưng mà Ngài Sariputta thì Ngài lại không, lúc đó thì không nghĩ vậy, mà chỉ nghĩ là ông này là gốc Bà La Môn, ông chỉ thích tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên thôi, thì Ngài chỉ hướng dẫn cho tới cõi trời Phạm Thiên thôi. Nhận xét của Đức Phật có thể hiểu là Ngài khuyên chúng ta nên cẩn thận, không đánh giá thấp khả năng tâm linh của một người bệnh đang hấp hối. Ngài Sariputta đã quen biết Dhananjani từ lâu,
Và có lẽ vì lý do này, Ngài đã không nhận thức đầy đủ mức độ tiến bộ nơi tâm ý của người Bà La Môn ấy trong những giây phút cận kề cái chết. Có thể có khả năng chứng đạt cao hơn. Mặc dù Ngài Sariputta không tận dụng tối đa cơ hội này, cũng gần nên ghi nhớ rằng nếu không có sự hướng dẫn của Ngài, có lẽ Bà La Môn Tanansani có thể sẽ không thể tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên cao xa. Đó, thì mình thấy là cái vấn đề này nó còn đang tranh cãi. Mình, nhưng mà cái mấu chốt là mình cố gắng. Mình, tại vì mình không biết cái người sắp sửa chết cái khả năng, cái trình độ như thế nào. Thì mình cố gắng trong cái khả năng đó, mình cố gắng mình nhắc nhở cái người đó để cái tâm của họ hướng về những cái cõi cao hơn, cái tâm họ thiện lành hơn. Mà khi mà họ chết đi thì ngay trong lúc đó thì họ có tái sinh vào những cõi cao. Cái đó cái quan trọng ở chỗ đó. Mình thấy là ngay cả những người già yếu, ngay chúng tôi bây giờ cũng có bà cụ già đang ở nhà, chúng tôi cố gắng mỗi ngày nhắc nhở bà. Bởi vì rồi nói là những cái chuyện bố thí, những chuyện lành mà ngày xưa bà thường làm để cho bà hoan hỷ. Là con người thì chúng ta lúc nào cũng có những cái điều xấu, điều tốt, nhưng mà mình không có nhắc những cái chuyện buồn, mà mình chỉ nói chuyện với bà, nói những cái chuyện vui, những cái chuyện bà đi làm phước, những giúp người này người kia, gặp sư này sư kia, để cho bà lúc nào cũng nghĩ đến cái đó, cái tâm bà an vui mà hướng về cái điều thiện. Thì biết đâu khi mà bà mất mất đi, bà cái tâm bà vẫn còn nghĩ đến cái chuyện đó, hướng về những cái điều đó, thì bà sẽ tái sinh vào cái cõi tốt. Thì cái điều đó chúng tôi đang thực hiện thiền ở chỗ đó. Nghĩa là gặp cái người già lớn tuổi rồi, mình không có nói những cái chuyện xưa mà những cái kỷ niệm buồn, những cái kỷ niệm đau thương gì đó. Mình chỉ nói những cái kỷ niệm vui, nhất là những kỷ niệm thiện lành, những cái chuyện mà người ta làm phước, làm thiện được, mình khen, nhắc lại để cho những cái cụ già họ nhớ những cái chuyện đó thôi. Rồi nói về Đức Phật, nói những cõi trời này nọ, để họ hướng cái lòng tin về cái đó. Thì cũng mong rằng khi mà họ tới cái tuổi thọ hết rồi, cái tâm họ vẫn còn hướng về cái đó, thì họ đi không cái điều trị, một cái hướng đi tái sinh tốt đẹp. Phương cách thực sự để ông ta tái sinh vào cõi ấy là tu luyện bốn tâm vô lượng, gọi là bốn phạm trú. Đó là tâm từ bi hỷ xả, đã được trình bày ngắn gọn trong chương 4. Trong những cuốn sách khác, tôi có giải thích về phương cách thực hành để tỏa rộng bốn tâm phạm trú này. Thì có lẽ trong tương lai chúng tôi sẽ lấy ra và trích ra và giới thiệu các anh chị về cách thực hành chi tiết phát triển từ bi hỷ xả như thế nào. Ý nghĩa đặc biệt trong nội dung của chương này là điều kiện thiêng liêng của tâm ý đạt đến khi an trú vào bốn tâm vô lượng. Dù tin hay không tin vào sự hiện hữu của các cõi trời, như trong mô tả của vũ trụ quan Phật giáo, điều quan trọng là chúng ta học tập cách thức nuôi dưỡng tâm ý sao cho thiên đường trên trái đất được thể hiện bên trong nội tâm. Những thiên đường trên trái đất như thế hữu khi hành giả vượt qua và bỏ lại các cảm giác dục lạc không tương thích với những cảm thọ như mô tả trong cõi Phạm Thiên. Sau khi rời bỏ các cảm giác dục lạc ấy, bây giờ hành giả tiến lên thiên đường đơn giản là bằng cách an trú tâm trong bốn trạng thái siêu phạm vô biên không giới hạn. Cái điều đó là quan trọng. Mình có thể là mình tin hay là không tin có những cái cõi trời, cái điều đó không có quan trọng lắm. Quan trọng là làm sao đó mình nhắc nhở một cách khéo léo để mà mình tu tập phát triển tâm từ bi hỷ xả. Để khi mình chết, hoặc cái người đối diện, đối tác của mình chết đi, thì cái tâm của họ, bởi vì trong cái trạng thái đó thì họ sẽ tái sinh vào những cõi tốt. Cái điều đó là cái điều quan trọng. Còn nếu không thì ngay cả bây giờ, như chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần cho ngày hôm nay là mình tái sinh trong từng sát na, từng thời khắc. Mình cố gắng làm sao mà mình tái sinh vào trong những cõi quảng đại, trong cái tâm từ, tâm bi, hỷ, tâm xả. Thay vì mình tái sinh vào cõi tham, sân, si, của cõi thú vật, của ngạ quỷ, của địa ngục. Cái tâm mình nó quan trọng ở chỗ đó. Cả cái thế giới nó không ở đâu xa, nó nằm ngay trong cái thân xác mình. Đức Phật cũng có một bài pháp về vấn đề đó. Không cần phải tìm hiểu cái thế giới bên ngoài. Thế giới ngay bây giờ, cái thân xác này là có đầy đủ từ bi hỷ xả, tham sân si, là có cả cõi trời, cõi thú nằm ngay ở trong cái tâm mình ngay bây giờ. Mình tu tập cái chỗ đó. Câu chuyện về Bà La Môn Tanansani cho thấy trên nguyên tắc tu dưỡng bốn tâm vô lượng như thế là điều khả thi, ngay cả khi lâm trọng bệnh và chịu đau đớn cùng cực. Đối mặt với cơn đau của cái chết như thế là một cách tiếp cận mạnh mẽ để tu dưỡng tâm xả ly. Điều cần là phải giữ tâm xả ly. Đức Phật cũng có nói là tâm thân đau nhưng mà đừng để thân nó đau theo.
À, xin lỗi, thân đau nhưng mà đừng để tâm đau theo. Cái điều đó quan trọng, phải có cái tâm xả, mình nhìn cái cơn đau của mình. Điều đó có kết quả là tâm trí đạt được một mức độ tự do, đưa hành giả ít nhất là tạm thời vượt qua sự dính mắc vào các dục lạc và mệnh chung trong trạng thái thực sự thiêng liêng cao quý. À, cái đó là mình thấy mình không có dính mắc vào những cái bận tâm vào trong cái mắt tai mũi lưỡi thân, mà mình chỉ nhìn cái ý thôi, giúp cho cái ý của mình lúc nào nó cũng trong sạch, lúc nào nó cũng có từ bi hỷ xả, hướng thượng, hướng về những cái cõi cõi trong lành. Tuy nhiên, hoàn toàn giải thoát khỏi mọi chấp trước đòi hỏi phải có tu tập tuệ quán. Tác động của tuệ quán lúc lâm chung sẽ tiếp tục là đề tài trong các chương tiếp theo. À, thì ngài cũng nhắc như vậy. Mà khi mình tập có tâm từ bi hỷ xả thì mà đừng có thỏa mãn ở chỗ đó. Mình dựa vào cái đó để làm nền tảng để mình phát triển tuệ quán, bởi vì cuối cùng là tuệ quán là cái điều quan trọng. Mình thấy rõ khổ vô thường vô ngã, nhất là vô ngã, để mà mình không còn tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà phải có căn bản trước. Nhiều khi mình chỉ nhìn trên cái mục đích cao xa mà không nhìn cái mục đích gần. Căn bản là phải có, tức là phải có từ bi hỷ xả. À, ra nhiều khi chúng tôi thấy có một vị thiền sư ngày xưa nói một câu rất là ngắn gọn mà nghe là hay, là tu là phải hiền. Tức là mình phải hiền trước, chứ còn mình tu mà mình cứ lý luận tranh cãi đôi co rồi chấp này chấp kia rồi không có tu được. Phải biết bỏ, buông bỏ, hiền thiện, phải biết làm phước, phải có tâm từ, phải thông cảm cái sự đau khổ của người khác, là tâm bi, là mình phải có một cái sự hoan hỷ, chia sẻ cái sự vui với cái thành công của người khác. Đó là tâm hỷ, và đồng thời cuối cùng là mình có cái tâm quân bình, không có dính mắc vào tâm xả, từ bi hỷ xả, quan rất là quan trọng. Thì chúng tôi cũng xin chấm dứt bài nói chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi bữa nay thì cũng hơi lố giờ khoảng 5 phút, thì cũng mong quý chư tôn đức tăng ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo mầu, vu tu hành tinh tấn ngọt hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni đã quan lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cũng xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác đã lắng tâm theo dõi trong suốt 90 phút vừa qua. Trong thời gian chia sẻ nói chuyện, nếu có chi sơ sót thì cũng mong quý vị hoan hỷ thông cảm cho. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin thành kính chúc tất cả được một ngày an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nơi đây gới lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ thì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được. Với Như Lai thiện thệ do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu, một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Phạm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần thân ca mâu ni chân pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được. Pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định.
chân hiện tại lạc chú hoa đức hằng ngợi khen không gì so sánh được, do vậy chân pháp là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung đệ tử đăng tiền tại được khi giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng tu hành tiểu dục quy y khi kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngự chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc chú quả tịnh tịnh, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đâm, dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động, ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng, trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo tiên nhãn tầng, các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới tâm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thanh tu đà quật dù khổ tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tồn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời anh chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chọc. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng, do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, Phật ký chân niết bàn, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các tội dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các tội dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân lỗi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi dù tiên tiên địa đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng.
chung bậc như đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường mong với chân ngôn